Ukraine đang sử dụng xe bọc thép bên ngoài lớp phòng thủ 3 lớp của Nga Ukraine cảnh báo hạm đội biển đen Nga hoặc sẽ phải tự nguyện hoặc bị buộc phải giải thể Ukraine quyết giành lại Bắc Mút dù phải tổn thất lớn Các chiến binh Wagner đang tham gia vào nhiều hoạt động trên chiến trường Ukraine Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi kênh youtube của báo điện tử VTC News Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong gần 4 tháng phản công, Ukraine giành lại được những khu vực tương đối nhỏ và thiệt hại khá lớn về vũ khí và nhân lực trước phòng tuyến kiên cố của Nga. Tuy nhiên mới đây, tiến bộ của Ukraine đánh dấu sự phát triển đáng chú ý khi lực lượng này chiến đấu ở khu vực Nam Zaporizhia, Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK báo cáo rằng họ lần đầu tiên thấy lực lượng Ukraine đang sử dụng xe bọc thép bên ngoài lớp phòng thủ ba lớp của Nga. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK trong một báo cáo mới nhất ngày 23 tháng 9 cho biết, họ lần đầu tiên thấy lực lượng Ukraine đang sử dụng xe bọc thép bên ngoài lớp phòng thủ ba lớp của Nga được biết khả năng Ukraine đưa các phương tiện bọc thép đến và vượt qua các hệ thống phòng thủ đáng gờm nhất của Nga nhằm ngăn chặn chúng và vận hành các phương tiện này gần các vị trí phòng thủ đã được chuẩn bị sẵn của Nga là những dấu hiệu quan trọng cho thấy sự tiến bộ trong cuộc phản công của Ukraine. Nga hiện chưa bình luận về các nhận định của Viện nghiên cứu chiến tranh liên quan đến diễn tiến ở mặt trận Zaporizhia. Tuy nhiên, TASS dẫn lời ông Denis Pushilin quyền lãnh đạo Felikai Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cho biết lực lượng Nga đã đẩy lùi các đơn vị Ukraine khỏi các vị trí ban đầu sau khi đối phương tìm cách tiến quân ở Krasnyriman. Còn ở Crimea, giới chức Sevastopol do Nga bổ nhiệm thông báo ít nhất một tên lửa đã bắn trúng trụ sở hạm đội Biển Đen của Nga ở thành phố cảng của Crimea. Kép cho rằng đoạn video chứng minh Ukraine đã xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Nga đủ để cho phép các phương tiện bọc thép tiến về phía trước, đồng thời ngăn chặn pháo binh và những vũ khí khác của Moscow. Ukraine nỗ lực phá vỡ tuyến phòng thủ của đối phương trong mấy tuần qua và có thể đang chuẩn bị cho một cú hích mới. Những bước chiến thuật nhỏ này có thể là sự khởi đầu của một tiến bộ lớn hơn và quan trọng hơn, Kép nhận định, nhưng nói thêm rằng vẫn quá sớm để đưa ra dự báo tự tin kép biết rằng họ đã liên tục quan sát bước tiến chậm nhưng đều đặn của quân đội Ukraine trong khu vực này, bất chấp thực tế là quân đội Nga đang chuyển các bộ phận của các đơn vị tương đối tinh nhuệ tới đây để tăng cường các hoạt động phòng thủ. Trước đó, quân đội Ukraine đã tiến hành một số cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào sân bay Nga gần Saki ở Crimea và có thể làm hư hỏng máy bay Nga. Các lãnh đạo Ukraine từ lâu tuyên bố họ vẫn đặt mục tiêu giành lại tất cả các vùng lãnh thổ Nga đang kiểm soát, trong đó có cả Crimea. Ukraine nhiều lần khẳng định những cuộc tấn công vào Crimea nhắm tới các căn cứ và tàu hải quân Nga là một phần không thể thiếu trong chiến lược phản công của họ. Kiev muốn cô lập bán đảo và khiến Nga gặp khó khăn trong việc hỗ trợ các hoạt động quân sự trên đất liền Ukraine. Thưa quý vị, Cục Truyền thông Chiến lược của lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận đã tấn công thành công trụ sở của hạm đội Biển Đen Nga bằng các tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow và Skarp và Moscow không thể chống đỡ. Vụ tấn công đã khiến trụ sở hạm đội Biển Đen hư hại. Cục truyền thông chiến lược của lực lượng vũ trang Ukraine Chatcom mới đây xác nhận quân đội nước này đã tấn công thành công trụ sở của hạm đội Biển Đen Nga ở thành phố Sevastopol, bán đảo Crimea. Vừa qua, Chatcom đăng trên Telegram mà không tiết lộ thông tin chi tiết. Vào khoảng 12 giờ ngày 22 tháng 9, quân đội Ukraine đã tấn công thành công trụ sở Bộ Tư lệnh Hạm đội Biển Đen Nga tại Sevastopol. Sevastopol là một trong những thành phố lớn nhất ở bán đảo Crimea đã sát nhập Nga nhưng Ukraine không công nhận. Trong suốt những tháng qua, Ukraine đã tăng cường tấn công căn cứ quân sự và các cơ sở khác của Nga, bao gồm cả những mục tiêu ở Crimea. Bình luận về vụ tấn công mới nhất, ông Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng An ninh và Quốc gia Ukraine cảnh báo rằng Nga có hai lựa chọn cho tương lai của hạm đội Biển Đen, là tự nguyện hoặc bị buộc phải giải thể. Mykola Olechuk, chỉ huy lực lượng không quân Ukraine nhắc lại những cảnh báo gần đây của Ukraine về việc gia tăng các cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự của Nga ở Crimea. Chúng tôi đã nói là chúng tôi sẽ tiếp tục. Vì vậy, trong khi đối phương đang khắc phục hậu quả ở Melitopol và tiếng còi báo động không kích vẫn vang lên ở Sevastopol, thì tôi xin cảm ơn các phi công của lực lượng không quân một lần nữa. Điều đặc biệt là sự hiện diện của một máy bay hải quân Mỹ trên bầu trời Biển Đen vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công vào Sevastopol. Theo các nguồn tin mới, trong thời gian cuộc tấn công bằng tên lửa vào Sevastopol đang diễn ra, một máy bay P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ đã bị phát hiện đang hoạt động trên Biển Đen. Trang mạng quân sự của Nga cho rằng chiếc máy bay này không hiệu chỉnh tên lửa tấn công mà ghi lại kết quả vụ việc. Trước đó, RT dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ Ukraine vừa thực hiện các cuộc tấn công tên lửa vào nhiều mục tiêu ở thành phố Sevastopol, bán đảo Crimea, vào chiều hôm 22 tháng 9 theo giờ địa phương. Cũng theo thông báo này, ít nhất một quân nhân Nga được báo cáo mất tích sau vụ tấn công vào Sevastopol. Theo Bộ Quốc phòng Nga, một trong số tên lửa Ukraine đã đánh trúng một trong số tòa nhà thuộc Sở Chỉ huy Hạm đội Biển Đen ở trung tâm Sevastopol. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, Ukraine đã sử dụng số lượng lớn tên lửa tập kích Sevastopol nhưng không nói rõ số lượng. Chỉ có 5 tên lửa trong số đó bị đánh chặn. Còn thống đốc Sevastopol Mikhail Ravohayev trước đó nói rằng cuộc tấn công không gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự và không dẫn đến thương vong cho dân thường. Ông Ravo còn cho biết ít nhất một mảnh vỡ có lẽ là từ một tên lửa Ukraine bị đánh chặn đã được phát hiện trên một con phố gần sở chỉ huy hạm đội Biển Đen. Thống đốc Ravo cũng kêu gọi người dân Tevatopol ở trong nhà và hạn chế di chuyển đến trung tâm thành phố. Ông nói thêm, những người sống gần các cơ sở quân sự nên đến trú ẩn ngay lập tức nếu nghe thấy tiếng còi báo động đồng thời cảnh báo rằng một cuộc tấn công khác có thể xảy ra. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng đe dọa phá hủy tất cả các tàu của hạm đội Biển Đen và tuyên bố trục xuất lực lượng này khỏi Crimea, được xem là ưu tiên hàng đầu của Kiev. Quân đội Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào các tàu chiến Nga đóng tại Sevastopol, cũng như các địa điểm khác ở Crimea trong thời gian gần đây. Hãng Sputnik Nga đưa tin, Ngày 22 tháng 9, ngoại trưởng Hungary, Peter Szijjarto, xác nhận Liên minh châu Âu chưa đạt được đồng thuận về nội dung tuyên bố chung liên quan tình hình Nagorno-Karabakh do Budapest và một số quốc gia đưa ra đề xuất riêng. Trên mạng xã hội, ngoại trưởng Szijjarto viết: "Một số tin giả được phát tán liên quan đến tuyên bố của EU về tình hình Karabakh. Sự thật là Hungary và một số quốc gia thành viên khác đã đưa ra bình luận và đề xuất tuyên bố chung, song không thể đạt được đồng thuận." vì vậy đại diện cấp cao eu đã nhân danh bản thân đưa ra tuyên bố trước đó truyền thông đưa tin budapest bị cáo buộc đã chặn tuyên bố chung của eu lên án hành động của azerbaijan ở nagorno karabakh sau đó đại diện cấp cao của eu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại joseph borrell cho biết trong một tuyên bố rằng khối này sẵn sàng triển khai những hành động thích hợp đối với azerbaijan nếu tình hình ở nagorno karabakh xấu đi theo Reuters, hãng thông tấn RIA của Nga cho biết, cuộc đàm phán ở thị trấn Yevlak ngày 21 tháng 9 giữa người dân tộc Armenia từ khu vực Nagorno Karabakh và Azerbaijan cuối cùng đã không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào. RIA dẫn lời đại diện Azerbaijan cho rằng, khó có thể hy vọng mọi vấn đề giữa chính quyền Azerbaijan và người Armenia ở Karabakh có thể được giải quyết chỉ trong một cuộc gặp. Cuộc đàm phán này diễn ra sau khi lực lượng ly khai ở vùng Nagorno Karabakh đồng ý hạ vũ khí trong một thỏa thuận ngừng bắn. Khu vực Nagor nơi Karabakh được quốc tế công nhận là một phần của Azerbaijan, nhưng phần lớn cư dân ở đây là người dân tộc Armenia. Nơi đây từ lâu đã trở thành tâm điểm căng thẳng giữa Azerbaijan và Armenia, dẫn đến hai cuộc chiến tranh trước đây. Vào năm 2020, một cuộc xung đột nghiêm trọng đã nổ ra tại Nagor nơi Karabakh. Sau đó, Nga đã làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn giữa các bên. Theo thỏa thuận, Nga triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình để giám sát tình hình, nhưng căng thẳng vẫn tiếp diễn khi hai bên nhiều lần cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn. Ngày 21 tháng 9, văn phòng tổng thống Azerbaijan đánh giá phái đoàn của nước này đã thực hiện cuộc đàm phán mang tính xây dựng và tích cực với chính quyền sắc tộc Armenia của khu vực Nagorno-Karabakh. Baku cũng khẳng định hai bên đã nhất trí sẽ sớm gặp lại nhau. Trong khi đó, TASS dẫn lời người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, các bên chưa đưa ra quyết định cụ thể về dỡ bỏ phong tỏa các hành lang giao thông tới Nagorno-Karabakh. Chính quyền sắc tộc Armenia ở khu vực tranh chấp muốn có bảo đảm an ninh trước khi từ bỏ vũ khí. Theo hãng tin Reuters phát biểu hôm 22 tháng 9, ông Hikmet Hajiyev, cố vấn chính sách đối ngoại của tổng thống Azerbaijan, khẳng định Baku sẽ đảm bảo dân thường có thể di chuyển an toàn trên các phương tiện cá nhân của mình dọc theo tuyến đường từ Nagorno-Karabakh tới Armenia. Trong khi đó, cùng ngày, lực lượng Armenia ở Nagorno-Karabakh cho biết đã đạt được nhất trí về một đoàn xe nhân đạo tới từ Armenia. Trước đó, hôm 20 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo với vai trò trung gian của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga tại Nagorno-Karabakh. Đại diện Isaac Bayzan và các lực lượng Armenia tại vùng lãnh thổ này đã đạt thỏa thuận chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch. Bộ Quốc phòng Isaac Bayzan cũng ra tuyên bố tương tự. Thỏa thuận này đạt được một ngày sau khi Isaac Bayzan triển khai chiến dịch quân sự tại Nagorno-Karabakh do có bốn cảnh sát và hai dân thường nước này đã thiệt mạng trong các vụ nổ mìn ở đây. Khu vực Nagorno-Karabakh nằm sâu trong lãnh thổ phía tây nam của Azerbaijan, song có đa số dân cư là người gốc Armenia và muốn sắp nhập vào nước này. Điều này đã gây ra tranh chấp chủ quyền dai dẳng giữa hai nước láng giềng. Trước đó, theo hãng RT, Reuters và tờ The Guardian đưa tin, Azerbaijan tuyên bố chiến dịch chống khủng bố của nước này tại Nagorno-Karabakh, người Armenia gọi là Artsakh, là hạn chế và cần thiết để tái thiết lập trật tự cũng như dẹp đội quân của Armenia. Trong khi đó, Armenia cáo buộc nước láng giềng Azerbaijan khởi động một cuộc xâm lấn quy mô lớn khác chống lại người dân ở Nagorno-Karabakh và buộc khu vực này phải thanh lọc sắc tộc. Nagorno-Karabakh, khu vực miền núi ở vùng Nam Caucasus, nhiều biến động, tuyên bố độc lập với Azerbaijan vào năm 1988 và kể từ đó được Armenia hậu thuẫn. Azerbaijan mất kiểm soát Nagorno-Karabakh và những khu vực xung quanh vào đầu những năm 1990, song đã giành lại được những khu vực bị mất sau cuộc chiến kéo dài 44 ngày vào năm 2020, hiện Nagorno-Karabakh được quốc tế công nhận là lãnh thổ của Azerbaijan. Tuy nhiên, một phần của khu vực này chịu sự điều hành của chính quyền ly khai Armenia, những người nói rằng đây là quê hương của tổ tiên họ. Phản ứng trước những diễn biến căng thẳng giữa Armenia và Azerbaijan, các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó có Nga, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, đã lên tiếng hối thúc các bên kiềm chế nhằm giảm nhiệt tình hình. Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky thông báo, hôm nay các cuộc đàm phán giữa Azerbaijan và phái đoàn Armenia từ Nagorno-Karabakh đã được tổ chức tại thành phố Jeplak với sự tham gia và phối hợp của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga. Ưu tiên tuyệt đối là không cho phép nối lại giao tranh, đồng thời hướng tình hình trở lại con đường chính trị. Liên bang Nga tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, góp phần vào nỗ lực bình thường hóa quan hệ giữa Azerbaijan và Armenia. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield nhấn mạnh, Mỹ cảnh báo về tình hình tại Nagorno-Karabakh do các hoạt động quân sự vẫn tiếp diễn. Azerbaijan có trách nhiệm đảm bảo lực lượng của mình tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế, bao gồm cả luật nhân đạo quốc tế, các quy tắc quản lý việc tiến hành hoạt động quân sự, bảo vệ dân thường và đối xử nhân đạo với các chiến binh. Azerbaijan cũng có nghĩa vụ và cam kết quốc tế nhằm tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do cơ bản của mỗi cá nhân trên lãnh thổ của mình trong khi đó thứ trưởng ngoại giao thổ nhĩ kỳ Burak Akhapa hối thúc các nỗ lực nhằm hạ nhiệt tình hình tại điểm nóng Nagorno Karabakh bảo đảm người sắc tộc armenia có thể chung sống hòa bình trên vùng đất của azerbaijan thổ nhĩ kỳ tiếp tục ủng hộ azerbaijan thực hiện các bước đi nhằm bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của nước này Thưa quý vị, mới đây, thành phố từng bị cả Nga, Ukraine tham chiến, mô tả như một cái máy xay thịt. Trong khi đó, các binh sĩ Ukraine đã thề sẽ giành lại thành phố Bakhmut, dù gặp nhiều khó khăn khi vấp phải sự kháng cự quyết liệt của Nga. Bakhmut bị lực lượng Nga chiếm giữ hồi tháng 5 là chiến lợi phẩm lớn duy nhất của Moscow trong hơn một năm giao tranh ác liệt. Thành phố từng bị cả hai tham chiến mô tả như một cái máy xay thịt. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong tuần này rằng Kyiv sẽ chiếm lại thành phố sau khi giải phóng được Andriyevka và Khalidchyevka ở phía nam vào tuần trước. Trước đó, Kyiv đã tuyên bố giành kiểm soát một số ngôi làng có tầm quan trọng chiến lược gần Bakhmut. Ông Vladislav Ugoni, nhà báo nổi tiếng người Nga sinh tại Donetsk, đã đưa ra đánh giá chi tiết về ý nghĩa của những bước tiến trên mặt trận khốc liệt này. Theo đài RT Nga dù cuộc phản công của Ukraine theo hướng Zaporizhia trên thực tế đã bị đình trệ trong vài tháng qua, lực lượng Kiev đã đạt được một số bước tiến ở khu vực phía đông của mặt trận này. Trong khi đó, cuộc giao tranh ở Bắc Mút bắt đầu từ tháng 8 năm 2022 vẫn tiếp diễn và đang nóng trở lại. Sau 4 tháng nỗ lực phản công không có kết quả, vào tháng 9, lực lượng vũ trang Ukraine AFU cuối cùng đã tiến vào các ngôi làng Andriyevka và Kalitschevka phía tây nam Bắc Mút. Theo nhà quan sát Ugoni, Ukraine cần giành quyền kiểm soát các khu định cư này để phát động một cuộc tấn công mới vào Bakhmut. Trước bước tiến của Ukraine, lực lượng Moscow giữ tuyến phòng thủ dọc theo tuyến đường sắt Bakhmut-Golovka. Hoạt động của AFU gần Bakhmut bắt đầu một tháng trước cuộc phản công chính. Vào ngày 10 tháng 5, trong khi các trận chiến vẫn đang diễn ra ác liệt bên trong Bakhmut, lực lượng Ukraine đang cố gắng tiếp cận hai sườn của thành phố chiến lược này. Thời điểm đó. Bộ Chỉ huy Nga lo ngại rằng cuộc phản công này sẽ phá hủy mạng lưới phòng thủ và làm gián đoạn cuộc tấn công vào thành phố của họ. Nhưng vào ngày 20 tháng 5, Bakhmut đã nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow. Chính quyền Ukraine chưa từng chính thức thừa nhận mất kiểm soát Bakhmut. Song Viện Nghiên cứu Chiến tranh ngày 23 tháng 5 lưu ý, Bộ Tổng tham mưu Ukraine không đề cập đến thành phố này trong báo cáo tình hình chiến sự lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm 2022. Cuối tháng 5, trong đợt điều chuyển quân lớn của Nga, lực lượng Ukraine vẫn nỗ lực phản công ở hai bên sườn thành phố, với hy vọng lực lượng phòng thủ mới của Nga sẽ yếu hơn. Đầu mùa hè, AFU tập trung lực lượng hùng mạnh xung quanh Bắc Mút, bao gồm lữ đoàn xung kích số 3 và số 5, lữ đoàn xung kích hàng không số 80, lữ đoàn cơ giới số 22 và 24 và lữ đoàn xung kích Liút của quân đội quốc gia. Các lực lượng này được bố trí ở sườn phía nam của cuộc phản công. Trong khi đó, lực lượng tập trung ở sườn phía Bắc có phần yếu hơn, bao gồm lữ đoàn dù di động số 77, lữ đoàn cơ giới hóa số 57, lữ đoàn cơ giới số 60 và 92. Victor, một xạ thủ súng máy 23 tuổi thuộc lữ đoàn tấn công riêng biệt thứ 3, một trong những người chỉ huy cuộc phản công của Ukraine ở ngoại ô phía Nam Bắc Mút, không nghi ngờ gì rằng Ukraine sẽ lại giải phóng thành phố đổ nát này. Victor nhấn mạnh, nhưng điều đó sẽ không dễ dàng vì Nga vẫn sẽ chiến đấu hết mình để giữ Bắc Mút. Điều đó được thể hiện qua sự khốc liệt của trận chiến mà đơn vị của Victor vừa trải qua ở những ngôi làng xa xôi. Truyền thông Mỹ đưa tin, Washington dự kiến cung cấp một số lượng ít tên lửa đất đối đất Atac MS tầm xa cho Ukraine. Cam kết này được cho là đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 21 tháng 9. Tên lửa Atac MS được thiết kế để khai hỏa từ bệ phóng HIMARS mà Mỹ đã viện trợ Ukraine từ năm ngoái với tầm bắn lên tới 300 km, Atak MS cho phép Ukraine tập kích mục tiêu xa gấp 4 lần so với các loại rocket của pháo phản lực HIMARS. Cũng trong chuyến thăm vừa rồi của Tổng thống Zelensky, khi trả lời báo giới, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Mỹ là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ukraine. Chúng tôi thảo luận toàn diện và chúng tôi làm việc với Mỹ ở các cấp độ khác nhau. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi về chủng loại và số lượng tên lửa Atak MS sẽ được chuyển cho Ukraine. Động thái mới nhất diễn ra chỉ hơn 2 tháng sau khi Tổng thống Biden ký xác lệnh chuyển bom chùm cho Ukraine. Một số nguồn tin nói với tờ Washington Post rằng các tên lửa này dự kiến có đầu đạn chùm gây tranh cãi, trong đó chứa hàng chục quả bom nhỏ hơn. Mỹ đã nhiều lần hỗ trợ cho Ukraine, bao gồm cả vật chất lẫn tinh thần. Điển hình nhất, hồi tháng 7, Tổng thống Joe Biden quyết định gửi đạn chùm cho Ukraine sau đề nghị của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Quyết định này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ, thậm chí là từ một số đồng minh thân cận của Mỹ. Trước đó, Nhà Trắng từng giải thích việc cung cấp đạn chùm chỉ là biện pháp tạm thời cho đến khi công tác sản xuất đạn pháo thông thường được cải thiện. Ngoài ra, Ukraine có nghĩa vụ giảm thiểu rủi ro khi sử dụng bom, đạn chùm. Nga đã lập tức cảnh báo đáp trả nếu Mỹ gửi tên lửa tầm xa Atak MS cho Ukraine. Konstantin Karilov, người đứng đầu phái đoàn Nga tại các cuộc đàm phán ở Viên về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí cho biết, Moscow sẽ có phản ứng mạnh mẽ nếu Mỹ chuyển giao tên lửa Atak MS cho Kiev. Cuộc tấn công của Ukraine vào thành phố cảng Sevastopol ở Crimea bằng tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh và Scap của Pháp vào lúc dạng sáng ngày 13 tháng 9 đã tạo ra bước ngoặt mới trong cuộc xung đột. Theo giới phân tích, vụ việc này cho thấy Kiev có thể tấn công các mục tiêu từ khoảng cách hơn 250 km với độ chính xác cao, gia tăng áp lực lên các cứ điểm quân sự và các tuyến tiếp tế của Nga ở phía sau chiến tuyến. Nhưng đối với Ukraine, việc sở hữu tên lửa Storm Shadow và Scap vẫn là chưa đủ bởi chúng được cung cấp với số lượng hạn chế và chỉ có thể được phóng từ trên không. Điều này tạo ra những thách thức về hậu cần trong không phận Ukraine. Đó là lý do trong hơn một năm qua, Tổng thống Zelensky liên tục hối thúc Mỹ cung cấp tên lửa đạn đạo chiến thuật Atak MS có thể tấn công các mục tiêu cách xa khoảng 305 km với đầu đạn chứa khoảng 170 kg chất nổ và tương thích với nhiều bệ phóng tên lửa hiện có của Ukraine. Kiev cho rằng loại vũ khí này sẽ đặt gần như toàn bộ các lực lượng nga trên lãnh thổ Ukraine nằm trong phạm vi tấn công. Hiện có rất nhiều báo cáo khác nhau về việc liệu chính quyền Biden có chấp nhận cung cấp tên lửa ATACMS tới Ukraine hay không. ABC News hôm 9 tháng 9 đưa tin Mỹ đang nghiêng về việc gửi ATACMS tới Ukraine, ngay cả khi quyết định cuối cùng chưa được đưa ra. Vào ngày 15 tháng 9, Axios báo cáo rằng chính quyền Biden vẫn đang cân nhắc và có thể khó đạt được quyết định cuối cùng khi ông Zelensky tới thăm Mỹ. Trong khi một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng cuộc trò chuyện đó có thể xảy ra khi Tổng thống Zelensky gặp Tổng thống Biden. Giới quan sát cho rằng kế hoạch của Ukraine trong thời gian sắp tới có thể tập trung chủ yếu vào tìm kiếm sự hỗ trợ để duy trì và đổi mới kho vũ khí khi nước này sử dụng hết phần lớn nguồn cung trong bối cảnh giao tranh vẫn diễn ra ác liệt. Mark Kensian, cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho rằng hai loại vũ khí đứng đầu danh sách mong muốn của Ukraine là Atak MS và F-16. Nếu được cung cấp, chúng sẽ mang ý nghĩa biểu tượng mạnh mẽ đối với cuộc phản công của quốc gia này. Báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu của Quốc hội CRS Mỹ cho rằng, trọng tâm của Ukraine có thể chuyển sang tính bền vững của việc duy trì kho vũ khí vì các đối tác phương Tây gần như đã cạn kiệt nguồn cung cấp những trang thiết bị mới. Mikola Bielieskov, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia ở Kiev lưu ý, đối với Ukraine, nguồn cung cấp đạn dược ổn định là điều quan trọng nhất để có thể duy trì đà tấn công. Trong cuộc xung đột tiêu hao mà Kiev đang phải đối mặt dọc tiền tuyến, việc duy trì tốc độ tấn công ổn định bằng pháo binh rất cần thiết. Cùng chung quan điểm này, chuyên gia Mark Kensian nhận định những đơn vị chiến đấu trên chiến trường phải tiêu tốn một lượng lớn vũ khí, đạn dược và vật tư. Nếu không được bổ sung đạn pháo, thiết bị kỹ thuật, xe tải, vật tư y tế, khả năng quân sự của Ukraine sẽ giảm sút. Giới chức Ukraine cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hệ thống phòng không để giúp bảo vệ tiền tuyến cũng như các khu đô thị của Ukraine khi mùa đông đến gần. Trong suốt mùa hè, Ukraine đã phải gồng mình vượt qua các chiến hào và bãi mìn trải rộng trước các thành trì quan trọng của Nga ở phía đông và đông nam Ukraine. Mỹ đã cung cấp cho Ukraine một số hệ thống giả phá bom mìn, nhưng Nga lại nhắm mục tiêu vào những hệ thống này nhằm làm chậm tiến độ cuộc phản công của Ukraine. Thưa quý vị, tướng Tanapsky chỉ huy nhóm tác chiến chiến lược Tabria của quân đội Ukraine trong cuộc phỏng vấn với CNN dạng sáng ngày 23 tháng 9 nói rằng ông nghi ngờ binh sĩ tập đoàn Wagner đã được tái triển khai ở tiền tuyến. Tướng Oleksandr Tanapsky chỉ huy nhóm tác chiến chiến lược Tabria của quân đội Ukraine trong một cuộc phỏng vấn với CNN dạng sáng ngày 23 tháng 9 nói rằng Ông không thể xác định việc binh sĩ tập đoàn lính tư nhân Wagner có được tái triển khai ở mặt trận Kherson hay không. Trên thực tế, huy hiệu lực lượng này xuất hiện ở khắp nơi. Ông Tanapsky nói thêm khi được hỏi về một số báo cáo gần đây có đề cập tới việc lính tư nhân Wagner được tái triển khai theo hướng mặt trận Kherson. Chúng tôi nghi ngờ về sự hiện diện của Wagner. Nếu phát hiện một nhóm quân đối phương trong lúc tiến hành các nhiệm vụ sẽ thực hiện nó theo những cách thức phi tiêu chuẩn hơn. Điều này buộc chúng tôi phải đặt ra nghi vấn việc liệu Wagner đã trở lại. Những nghi vấn trên được vị tướng Ukraine đưa ra chỉ vài ngày sau khi trang AviaPro cho biết các chiến binh Wagner đang tích cực tham gia vào nhiều hoạt động trên chiến trường. Kể từ cuộc binh biến hồi tháng 6, Điện Kremlin đã kiểm soát chặt chẽ hơn Wagner và đề nghị các chiến binh Wagner có thể gia nhập quân đội Nga hoặc tới Belarus. Trong bối cảnh có nhiều băn khoăn về tương lai của Wagner, kênh Telegram của PMC đã đăng tải hình ảnh binh sĩ cầm cờ Wagner và cờ Nga bên ngoài một trạm xe buýt tại một địa điểm không được tiết lộ kèm theo tuyên bố. Các binh sĩ của một trong các trung đội biệt kích xung kích số 1 sau khi tập hợp đang quay trở lại khu vực xung đột để bảo vệ lợi ích và chiến thắng của Nga. Các thành viên Wagner từng kiếm hàng nghìn đô la Mỹ mỗi tháng khi tham chiến ở Ukraine nhờ đế chế kinh doanh rộng khắp của ông trùm Prigozhin và sự hỗ trợ của chính phủ Nga. Tuy nhiên, kể từ sau vụ nổi loạn, các khoản ngân sách chính phủ cho Wagner đã bị cắt, trong khi các hoạt động kinh doanh của Prigozhin cũng đình trệ. Các thành viên Wagner không ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga, sau đó chuyển tới Belarus cùng với ông Trùm nơi họ tham gia một số hoạt động huấn luyện cho lực lượng vũ trang nước này. Tuy nhiên, điều kiện sống tồi tệ và thù lao thấp đã khiến thành viên Wagner rời bỏ tổ chức và trở về Nga, khi tương lai của tập đoàn ngày càng trở nên bấp bênh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây khẳng định cuộc tấn công vào các tuyến phòng thủ của Nga sẽ tiếp tục bất kể thời tiết thế nào, đồng thời cho biết quân đội Nga đang mong muốn tạm dừng giao tranh. Ông Zelensky nói, chúng tôi sẽ làm mọi thứ để cuộc phản công không dừng lại trong những ngày khó khăn vào mùa thu và mùa đông khi thời tiết xấu. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng tuyên bố sẽ hủy chiếm thêm hai thành phố do Nga kiểm soát, song không tiết lộ tên thành phố và khung thời gian cụ thể. Ông Zelensky còn cam kết sẽ giành quyền kiểm soát Bắc Mút. Lực lượng Nga giành quyền kiểm soát thành phố này vào đầu năm nay sau nhiều tháng giao tranh căng thẳng. Kiev đã phát động cuộc phản công được báo trước từ lâu nhằm vào lực lượng Nga vào đầu tháng 6 giao tranh ác liệt nhất đã diễn ra ở vùng Zaporizhia. Cuộc phản công đã không mang lại kết quả rõ rệt cho Kiev. Các lực lượng Ukraine được cho là đang gặp khó khăn trong việc chọc thủng tuyến phòng thủ do Nga dựng lên. Mới đây, ông Zelensky cũng thừa nhận Ukraine đã bắt đầu cuộc phản công quá muộn và điều đó giúp Nga củng cố phòng tuyến. Quân đội Nga đã thiết lập hệ thống phòng thủ mạnh mẽ, được bảo vệ bởi các bãi mìn trải dài hàng km, khi Moscow chờ đợi cuộc phản công của Ukraine bắt đầu phòng tuyến kiên cố của Nga dọc 1.000 km tiền tuyến không chỉ bao gồm các bãi mìn mà còn cả các chiến hào chống tăng, hầm trú ẩn và hàng rào dây thép gai. Các cuộc đụng độ ác liệt giữa hai bên khiến Kiev tổn thất nặng nề về nhân lực và trang thiết bị. Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đưa ra ước tính thiệt hại của Ukraine lên tới hơn 71.000 quân nhân, 550 xe tăng và khoảng 18.000 phương tiện chiến đấu khác. Mới đây, Ukraine đã đạt được bước tiến lớn khi dường như lần đầu tiên các phương tiện của Kiev đã vượt qua phòng tuyến dữ dội nhất ở phía đông nam. Ukraine đã vượt qua phòng tuyến gần làng Verbov ở đông nam, khu vực Zaporizhia. Mặc dù đây là lớp phòng tuyến chính, còn được gọi là phòng tuyến Surovikin, nhưng vẫn còn nhiều lớp phòng tuyến phía sau cần vượt qua. Theo các chuyên gia, Ukraine sẽ đối mặt với những cuộc giao tranh khó khăn phía trước và Nga sẽ tìm cách đẩy lùi các lực lượng đã vượt qua phòng tuyến chính bằng xe bọc thép trong thời gian tới. Trước đó, nhà phân tích quốc phòng Michael Kopman thuộc Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế bình luận, tiến triển hiện tại qua phòng tuyến thứ hai ngoài vơ bốp vẫn chưa rõ ràng và còn quá sớm để khẳng định lỗ hồng trên là sự xuyên thủng phòng tuyến Nga. Hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti của Nga dẫn lời một quan chức cho biết Ukraine đã cố gắng chọc thủng các tuyến phòng thủ của Moscow nhưng sau đó buộc phải rút lui. Bloomberg đưa tin Ủy ban châu Âu EC có thể khởi động quá trình đàm phán để Ukraine gia nhập Liên minh châu EU vào tháng tới. Quá trình này có thể mất nhiều năm. Các nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến sẽ nhấn mạnh vào tiến bộ của Ukraine trong các lĩnh vực chính như loại bỏ tầng gốc nặng tham nhũng. Theo Bloomberg, tín hiệu này được xem là động lực lớn đối với Kiev. Quá trình gia nhập EU, Ukraine sẽ phải đẩy mạnh kế hoạch chống tham nhũng, cải cách hệ thống tư pháp và củng cố nền kinh tế để phù hợp với tiêu chí EU. Mới đây, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michael tuyên bố EU dự định bắt đầu thảo luận việc kết nạp Ukraine và một số quốc gia khác sớm nhất vào tháng 10. Ông nói rằng việc mở rộng EU hiện không còn là giấc mơ. Theo ông Charles Michael, các nhà lãnh đạo EU sẽ thảo luận vấn đề này tại cuộc họp tiếp theo của Hội đồng châu Âu. Tại đây, lãnh đạo các nước EU sẽ đưa ra quan điểm về việc mở các cuộc đàm phán với Ukraine và Moldova. Tại hội nghị thượng đỉnh EU-Ukraine hồi tháng 2, EU không đáp ứng được yêu cầu của Kiev về một quá trình nhanh chóng hướng tới việc gia nhập khối, nhưng lãnh đạo các nước EU ca ngợi cam kết và tiến bộ của Ukraine thời gian qua. Ukraine đã được trao tư cách ứng cử viên đầy đủ vào năm ngoái. Gần đây, Kiev cho biết họ hy vọng sẽ trở thành thành viên đầy đủ của EU vào năm 2026. Các cuộc đàm phán giữa EU và Ukraine tại hội nghị tập trung vào việc cải thiện khả năng tiếp cận các sản phẩm của Kiev vào thị trường EU các nước EU đã cung cấp một lượng lớn vũ khí cho Ukraine trong năm qua và cam kết gửi vũ khí hạng nặng như xe tăng chiến đấu đến nước này. Một thành viên của Liên minh châu EU là Ba Lan đã đưa ra quan điểm về việc Ukraine gia nhập EU. Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ba Lan Robert Telut cho rằng, nếu Ukraine gia nhập Liên minh châu EU, nước này sẽ phải tuân thủ một số điều kiện nhất định do nền nông nghiệp của Kiev có thể gây rủi ro cho toàn khối, khi được hỏi liệu Warsaw có thực hiện biện pháp nào để phản đối kỳ ép gia nhập EU hay không vì Ba Lan đã áp đặt lệnh cấm ngũ cốc Ukraine, Bộ trưởng Telus đã trả lời. Mặc dù chính phủ Ba Lan ủng hộ Ukraine gia nhập khối, nhưng một số vấn đề nhất định sẽ phải được giải quyết trước khi điều đó có thể trở thành hiện thực. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cũng nhấn mạnh Warsaw sẽ không cho phép ngũ cốc giá rẻ của Ukraine tràn ngập thị trường Ba Lan và làm gián đoạn ngành nông nghiệp nước này. Ông nói thêm, bất kể EU nói gì, Ba Lan sẽ đóng cửa biên giới với ngũ cốc Ukraine để bảo vệ lợi ích của nông dân trong nước. Thưa quý vị, khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang có mặt tại Washington nhằm tìm kiếm thêm sự trợ giúp để chống lại lực lượng Nga, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông tin tưởng quốc hội sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev. Vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng và ghé Quốc hội Mỹ nhằm vận động sự hỗ trợ quân sự cho Kiev. Tại phòng bầu dục của Nhà Trắng, ông Biden khẳng định người Mỹ ủng hộ Ukraine và sẽ làm mọi cách để thế giới sát cánh cùng Kiev trong cuộc xung đột với Nga. Ông cũng nói rằng Quốc hội Mỹ không có lựa chọn nào khác ngoài ủng hộ Ukraine. Tại Nhà Trắng, ông Biden cũng ca ngợi những người Ukraine dũng cảm và nói rằng họ là nguồn cảm hứng cho phần còn lại của thế giới. Ông Biden nói thêm, người dân Mỹ quyết tâm chứng minh rằng chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo thế giới sắt cánh cùng các bạn. Đáp lại, Tổng thống Zelensky tuyên bố tại Quốc hội Mỹ rằng, các vị trao tiền, chúng tôi trao mạng sống. Tuy nhiên, trong chuyến thăm Mỹ lần thứ hai, kể từ khi xung đột nổ ra, ông Zelensky lần này đối mặt với những thay đổi trong bối cảnh chính trị tại Mỹ cuộc đối đầu căng thẳng giữa Đảng Cộng hòa và Dân chủ về ngân sách có thể khiến gói hỗ trợ 24 tỷ đô la Mỹ dành cho Kiev có nguy cơ tắc nghẽn. Hôm 22 tháng 9, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố gói hỗ trợ 325 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, trong đó bao gồm 128 triệu đô la Mỹ cho an ninh và 197 triệu đô la Mỹ cho vũ khí và thiết bị. Trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan xác nhận Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ công bố một gói hỗ trợ quân sự mới bao gồm cả năng lực phòng không đáng kể, để giúp Ukraine. Dù vậy, Washington sẽ chưa cung cấp tên lửa ATAK-MS tầm xa cho Kiev. Ông Joe Biden cũng cho biết những xe tăng M1 Abrams đầu tiên của Mỹ sẽ đến Ukraine sắp tới. Vào tháng trước, người phát ngôn của quân đội Mỹ tại châu Âu và châu Phi, Đại tá Martin O'Donnell cho biết quân đội Ukraine đang hoàn thành giai đoạn huấn luyện cuối cùng để vận hành xe tăng Abrams Xe tăng Abram tới Ukraine sẽ được trang bị đạn uranium nghèo xuyên giáp 120mm, loại đạn gây tranh cãi vì mức độ nguy hiểm, có thể gây ung thư và dị tật bẩm sinh. Alex Gatopoulos, chuyên gia quốc phòng của Al cho biết xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới nhất như xe tăng Abram và xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất có thể giúp Ukraine chọc thủng các tuyến phòng thủ chắc chắn của Nga, điều khiến các cuộc phần công của quân đội Kiev gặp nhiều khó khăn xe tăng Abram có thể sẽ đến vào thời điểm quan trọng trong cuộc phản công. Đồng quan điểm, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK cũng lạc quan với khả năng những chiếc xe tăng bọc thép của Kiev sẽ vượt qua được hệ thống phòng thủ chắc chắn của Moscow. Trong khi đó, về phần mình, Nga đã có những phản ứng đầu tiên về gói viện trợ quân sự mới chính quyền Biden dành cho Ukraine. Đại sứ quán Nga tại Washington, DC cáo buộc chính quyền Mỹ sẵn sàng cung cấp những loại vũ khí nguy hiểm nhất cho Ukraine để duy trì cuộc phản công. Đại sứ quán Nga tại Washington DC cũng nhấn mạnh Moscow sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch quân sự cho đến khi hoàn thành đầy đủ các mục tiêu đã đề ra. Ukraine ngày càng thoải mái trong việc tấn công UAV vào Moscow hoặc tấn công tên lửa tầm xa vào Crimea. Nhìn lại một năm trước, các quan chức phương Tây đã bày tỏ lo ngại sâu sắc dù chỉ là ý tưởng về việc tấn công lãnh thổ Nga. Các nước này cũng từ chối cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa tuy nhiên hiện nay Crimea gần như bị tấn công hàng ngày và phương Tây không lên tiếng về vấn đề đó bởi các tên lửa được sử dụng là do Ukraine sản xuất. Ngoài ra, có một rủi ro nghiêm trọng khác có thể khiến xung đột căng thẳng hơn. Hai vụ việc gần đây ở Romania và Bulgaria khi các mảnh vỡ của máy bay không người lái được tìm thấy trên lãnh thổ hoặc phát nổ bên trong lãnh thổ các nước NATO này đã cho thấy điều không thể nghĩ tới cách đây một năm đang xảy ra. Các quan chức Bulgari hầu như không cung cấp thông tin chi tiết về việc làm cách nào UAV trên đến được khu nghỉ dưỡng TU Lenovo ở Biển Đen và cho biết nước này không thể kết luận UAV thuộc sở hữu của ai và đến từ đâu. Trong khi đó, Tổng thống Romani Klaus Lohanit gọi việc phát hiện ra các mảnh vỡ UAV nghi là UAV của Nga lần thứ hai trong một tuần là một sự vi phạm không thể chấp nhận trên không phận NATO. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine cáo buộc máy bay không người lái của Nga đã rơi xuống và phát nổ trên lãnh thổ Romania trong cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng cảng trên sông Danube. Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Các lực lượng của Ukraine hiện vẫn chưa đạt được mục tiêu họ kỳ vọng khi mùa thu đến. Tại những khu vực quanh Robotai, phía nam Orykiv và phía bắc Mariupol trong mùa hè vừa qua giao tranh giữa hai bên diễn ra ác liệt trong nhiều tuần, với thành quả được tính bằng từng con đường hoặc thậm chí từng ngôi nhà. Tại những ngôi làng như Staromayotke và Yurohaine, hầu như có rất ít nơi để quân đội Ukraine tìm chỗ trú ẩn. Sự mất kiên nhẫn và mệt mỏi ở phương Tây về tiến triển cuộc phản công của Ukraine ngày càng gia tăng, một số nhà quan sát cho rằng nỗ lực chiến đấu của Kiev là để giành lại lãnh thổ, nhưng cuộc xung đột này cũng là một khoảnh khắc quan trọng với an ninh châu Âu, bởi kết quả trong hai tháng tới có thể quyết định hướng đi của thập kỷ tới trên quy mô toàn cầu. Trong khi Ukraine đạt được một vài tiến triển ở mặt trận phía Nam vào đầu tháng này, thì dường như nhịp độ tiến công lại một lần nữa chậm lại. Ukraine vẫn còn một khoảng cách so với Tokmak trên đường tới Melitopol, và đạt được mục tiêu chia cắt bán đảo Crimea khỏi hành lang trên đất liền nối với lục địa Nga. Những vùng lãnh thổ Ukraine mới giành lại hầu như không còn lại gì. Dù vậy, cuộc giao tranh này vẫn rất quan trọng. Hồi cuối tháng 11, thời tiết sẽ trở nên lạnh hơn, trong khi đó mặt đất ẩm ướt và nhiều bùn lầy cản trở hoạt động của xe bọc thép. Nếu so sánh với cuộc tiến công lớn của Ukraine vào giữa tháng 11 năm ngoái và sau đó Nga rút quân khỏi Kherson, thì có thể khẳng định rằng Kiev chỉ còn lại 8 tuần để cố gắng đạt đột phá khi tuyết rơi, giới quan sát dự đoán Moscow sẽ tăng cường các tuyến đầu. Ngày ngắn hơn và thời tiết lạnh giá sẽ khiến các đơn vị tấn công của Ukraine dễ bị tấn công khi thọc sâu vào phòng tuyến Nga. Một số nhà phân tích cho rằng Tổng thống Putin có thể sẽ lợi dụng mùa đông để tăng cường các vị trí của quân đội Nga. Khả năng của các lực lượng Moscow trong mùa hè vừa qua được cho là mạnh mẽ hơn so với dự tính. Ngoài ra hiện nay, Nga cũng đang nắm chắc những gì họ kiểm soát được phương Tây đã tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Kiev. Tuy nhiên, hàng tỷ đô la Mỹ hỗ trợ được Washington thông báo hàng tuần có thể trở nên bấp bênh khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 cận kề với những quan điểm trái chiều về tình hình Ukraine. Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khẳng định quyết tâm mạnh mẽ nhằm ủng hộ cho Ukraine trong mùa thu thứ hai của cuộc xung đột trong khi đó, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng viên tranh cử tổng thống hàng đầu của Đảng Cộng hòa, tuyên bố ông có thể giải quyết cuộc xung đột này trong 24 giờ. Một số thành viên của Đảng Cộng hòa thậm chí công khai phản đối việc hỗ trợ bổ sung cho ép. Sự hỗ trợ của châu Âu cũng có nguy cơ lung lay. Đối mặt với sức ép kinh tế, sự đoàn kết trong liên minh này có khả năng sẽ suy yếu khi mức độ hỗ trợ của Mỹ giảm dần. Reuters dẫn nguồn tin từ chỉ huy chiến trường của Ukraine cho biết các lực lượng nước này đã chọc thủng được tuyến phòng thủ chính của Nga ở phía đông nam bằng xe bọc thép. Bước tiến này đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc phần công kéo dài hơn 3 tháng nhằm đẩy lùi các lực lượng Nga. Theo nguồn tin trên, lữ đoàn xung kích đường không số 82 đã triển khai xe chiến đấu bộ binh Marder, MBP, xe bọc thép bánh lốt Stryker cùng các đơn vị lân cận băng qua các chiến hào ngoài cùng và chứa ngại vật giang rồng chống tăng gần làng Verbov ở vùng Zaporizhia. Tại đây, các lữ đoàn của Ukraine đã giao chiến dữ dội với ba trung đoàn cùng các lực lượng đặc nhiệm và lực lượng dự bị của Nga đang giữ thế phòng thủ. Việc điều động các phương tiện hạng nặng để chọc thủng lớp phòng thủ đầu tiên được gọi là phòng tuyến Surovikin, gồm ba lớp, bãi mìn, chướng ngại vật và các công sự bằng bê tông kiên cố là điều cực kỳ khó khăn đối với Ukraine, bởi việc phòng thủ của Nga gần vơ bốp rất chặt chẽ. Các phương tiện và lực lượng bộ binh của Ukraine thực hiện nhiệm vụ tấn công phòng tuyến từ hôm 20 tháng 9, đã phải băng qua một bãi đất trống kéo dài từ chiến hào chính ở phía ngoài tới giềng ngoài của vơ bốp trong khoảng 1,6 km. Không có bất cứ chướng ngại hoặc vật cản gì che chắn ở giữa. Để tiến vào vơ bốp và trú ẩn trong các tòa nhà ở phía tây của thị trấn, quân đội Ukraine phải hành quân về phía đông ít nhất 1,6 km. Nhưng điều này khiến họ dễ rơi vào tầm ngắm của máy bay không người lái cảm tử mang bom hoặc pháo binh Nga. Không một chỉ huy nào của Ukraine đánh giá đây là nhiệm vụ dễ dàng. Một sĩ quan Ukraine nói với Wall Street Journal, chúng tôi đang cố gắng vượt qua và tấn công đối phương, nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ. Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề khi cố gắng xuyên thủng phòng tuyến của Nga gần vô bốp. Pháo binh Nga đã tấn công xe bọc thép chở quân Stryker, chở 11 binh sĩ và kiếp lái. Trong khi UAV cảm tử của Nga đã làm nổ tung xe chiến đấu bộ binh BMP, nhiều binh sĩ Ukraine đã bị máy bay không người lái mang lựu đạn của Nga tấn công khi đang trú ẩn trong một chiến hào đợt tấn công của nga chỉ kết thúc khi ukraine bắt đầu giành lại các khu định cư và mở rộng phạm vi bao phủ bằng uav và pháo binh để đẩy lùi đối phương. binh sĩ ukraine alexander solonko cho biết dù bạn thuộc lực lượng nào, thiết giáp, các đội sơ tán, nhóm trinh sát trên không hay bộ binh, thì tất cả chuyển động của bạn đều có thể bị đối phương quan sát từ xa. nga đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng về thiết bị và nhân sự để phát hiện mục tiêu từ xa và nhắm bắn cả hai phía đều hiểu rằng có rất ít nơi an toàn để ẩn nấp hoặc triển khai quân. Theo Solonko, bom lượn dẫn đường bằng vệ tinh của không quân Nga nặng tới 1,5 tấn là vũ khí khiến Ukraine lo sợ nhất. Một quả bom KAB khi phát nổ có thể tạo ra một hố sâu đến vài chục mét và tiêu diệt lực lượng bộ binh ở khoảng cách khoảng vài trăm mét. Các lực lượng Ukraine phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm khi chọc thủng các công sự của đối phương, sau đó là băng qua địa hình rộng lớn tiếp giáp khu vực này trước khi lữ đoàn 82 và các đơn vị chiến đấu dọc theo trục Melitopol tấn công Verbov, họ đã giành quyền kiểm soát Robotai, cách đó vài km về phía tây bắc. Quá trình chọc thủng phòng tuyến của Nga tại Robotai cũng khó khăn không kém so với Verbov. Tại đây, Ukraine phải điều động pháo binh dẫn đường và triển khai bộ binh theo sau. Họ tiến lên một cách chậm chạp, tính toán kỹ lưỡng từng đường đi nước bước và cái giá phải trả để giành được thị trấn Robotai. Nhiệm vụ tiếp theo của Ukraine là sẽ tiến đánh và giành toàn quyền kiểm soát Verbov. Theo giới phân tích, nhiệm vụ này nhiều khả năng sẽ được giao cho quân đoàn tác chiến số 9 của Ukraine, một lực lượng mạnh mẽ bao gồm nhiều lữ đoàn được trang bị tốt nhất ở mặt trận phía Nam. Trong quá trình chiến đấu giành Robotai, các lữ đoàn phía Nam đã giữ lại phần lớn thiết giáp để có thể đủ phương tiện huy động trong trường hợp lực lượng tiên phong chọc thủng được tuyến phòng thủ của Nga việc xuyên thủng tuyến phòng thủ của Nga bằng phương tiện hạng nặng là điều quan trọng đối với Ukraine khi cuộc phản công đang ở thời điểm then chốt. Kiev đang có ý định tiến về phía nam tới biển Azov để cắt đứt các tuyến tiếp tế của Nga dọc theo hành lang nối lục địa Nga với bán đảo Crimea. Mục tiêu chính nhằm ngăn chặn Nga củng cố quyền kiểm soát gần 20% lãnh thổ Ukraine mà các lực lượng này giành được ngay cả khi quân đội Ukraine không thể tiếp cận bờ biển, những bước tiến xa hơn sẽ cho phép họ nhắm mục tiêu vào các tuyến đường tiếp tế của Nga bằng tên lửa và pháo binh, khiến Moscow gặp khó khăn khi hỗ trợ lực lượng đồn trú ở phía nam Ukraine. Nhưng chặng đường phía trước đối với Ukraine vẫn còn nhiều thách thức. Các lực lượng của nước này đã suy yếu hơn sau các cuộc giao tranh kéo dài trên những vùng đồng bằng rộng lớn. Trong khi Nga đang nỗ lực gia cố các công sự và chiến hào ở phía sau các khu vực mà Ukraine tập trung tấn công. Thưa quý vị, sau 4 tháng nỗ lực, lực lượng vũ trang ukraine (AFU) cuối cùng đã tiến vào các ngôi làng Andriyevka và FK phía tây nam Bakhmut. Theo đánh giá, điều này là để Ukraine phát động một cuộc tấn công mới vào Bakhmut và phục hồi hình ảnh của mình sau thất bại nặng nề trên phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, việc cố gắng đạt được những bước tiến gần Bakhmut sẽ gây tổn hại cho lực lượng Ukraine. Cái giá của việc tiến quân theo hướng này đang tăng lên từng ngày trong khi tỷ lệ đạt được thành công thực sự vẫn rất thấp. Kiev đã tuyên bố giành kiểm soát một số ngôi làng có tầm quan trọng chiến lược gần Bắc Mút. Theo đài RT Nga, dù cuộc vận công của Ukraine theo hướng Zaporizhia trên thực tế đã bị đình trệ trong vài tháng qua, lực lượng Kiev đã đạt được một số bước tiến ở khu vực phía đông của mặt trận này. Trong khi đó, cuộc giao tranh ở Bắc Mút bắt đầu từ tháng 8 năm 2022 vẫn tiếp diễn và đang nóng trở lại. Sau 4 tháng nỗ lực phản công không có kết quả, vào tháng 9, lực lượng vũ trang Ukraine AFU cuối cùng đã tiến vào các ngôi làng Andriyevka và Kalitschivka phía tây Bắc Mút. Theo nhà quan sát Ugoni, Ukraine cần giành kiểm soát các khu định cư này để phát động một cuộc tấn công mới vào Bắc Mút và phục hồi hình ảnh của mình sau thất bại nặng nề trên phương tiện truyền thông. Trước bước tiến của Ukraine, lực lượng Moscow giữ tuyến phòng thủ dọc theo tuyến đường sắt Bắc Mút-Golovka. Nếu Ukraine thiết lập quyền kiểm soát Kalich-FK và Andriy-FK, cũng như các vùng cao xung quanh, AFU sẽ có thể tiếp cận tuyến phòng thủ hiện tại của quân đội Nga. Đối với quân đội Nga, tốt nhất là giữ quân Ukraine càng xa đường sắt càng tốt. Nếu Kiev đột phá thành công, tuyến phòng thủ tiếp theo chỉ có thể được thiết lập dọc theo bờ phía đông Ukraine. Trong thời gian này, các lực lượng Nga đã tăng cường đáng kể tuyên bố máy bay không người lái FPV theo hướng Bắc Mút và các nơi khác. Quân đội Nga đưa tin một loạt cuộc phản công nhằm ngăn chặn AFU giành được chỗ đứng ở Kalitschivka, nhưng quyền kiểm soát ngôi làng vẫn bị chia cắt giữa hai bên. Trong khi phần phía Bắc hầu hết do người Nga kiểm soát, thì các khu vực phía Nam nằm dưới sự kiểm soát của Kiev. Cuộc phản công mới gần Bắc Mút rất quan trọng đối với Ukraine. Tuy nhiên, giới chuyên gia và quan chức phương Tây đã chỉ trích các cuộc giao tranh ở Bắc Mút. Vào mùa xuân, họ liên tục kêu gọi Kiev từ bỏ tuyến phòng thủ ở thành phố này và tập trung chuẩn bị cho cuộc phản công ở vùng Zaporizhia cuộc phản công của Kiev đã bị trì hoãn và tiến độ tấn công theo hướng Melitopol và trong khu vực Peremetsky diễn ra rất chậm chạp. Vào mùa hè, các chuyên gia phương Tây tiếp tục chỉ trích chiến lược của Ukraine, khuyến khích nước này từ bỏ cuộc phản công ở phía nam Bắc Mút và thay vào đó chuyển lực lượng đến khu vực phía nam của mặt trận. Ukraine đang phải đối mặt với những khó khăn tương tự trong cuộc phản công ở Bắc Mút và ở phía nam. AFU không có đủ lực lượng và phương tiện để xuyên thủng hàng phòng thủ của Nga. Kết quả là các cuộc giao tranh khốc liệt đã trở thành cối say các đơn vị bộ binh được hỗ trợ từ xa bằng xe bọc thép, pháo binh, trong khi Nga đã tận dụng thế mạnh hàng không. Cuộc tiến công của AFU gần Bắc Mút chậm hơn nhiều so với quân đội Nga khi họ kiểm soát thành phố này. Và thậm chí sau đó, người Nga chỉ mất 10 tháng để thiết lập toàn quyền kiểm soát. Trong khi đó, cuộc phấn công của Ukraine đã kéo dài hơn 4 tháng. Họ cũng không thể chuyển lực lượng gần Bắc Mút sang hướng khác bởi nếu Ukraine ngừng tiến quân, Nga sẽ giành thế chủ động. Ở cấp độ chiến thuật, điều này đã xảy ra gần Bekovka khi AFU không tiến về sườn phía Bắc mà chỉ tập trung vào hướng Nam. Việc cố gắng đạt được những bước tiến gần Bắc Mút sẽ gây tổn hại cho lực lượng Ukraine. Cái giá của việc tiến quân theo hướng này đang tăng lên từng ngày, trong khi tỷ lệ đạt được thành công thực sự vẫn rất thấp. Tuy nhiên, thay vì học hỏi từ những sai lầm của máy xay thịt Bắc Mút đầu tiên, Kiev lại tiếp tục rơi vào cái bẫy tương tự. Vừa qua, lực lượng phòng không Ukraine cho biết quân đội nước này đã phá hủy 36 trên tổng số 43 tên lửa mà không quân Nga đã phóng, trong đó chủ yếu là tên lửa hành trình KH-101 và KH-555. Tờ Defense Express mới đây công bố bức ảnh cho thấy một mảnh vỡ còn sót lại sau khi một trong những tên lửa Nga bị vô hiệu hóa và rơi xuống đất. Ukraine xác định đây là đầu đạn của tên lửa KH-101. Hiện Nga chưa bình luận về các thông tin trên. Các tên lửa KH101 được phát triển và được sản xuất bởi công ty Raduga ở Dubna gần Moscow. Được biết, tên lửa KH101 được phát triển vào những năm 1990, tuy nhiên, Nga mới chỉ hoàn thiện loại vũ khí này trong vài năm trở lại đây. Tên lửa có chiều dài 7,54 m, đường kính 0,51 m, trọng lượng phóng của KH101 lên tới 2,3 tấn. Mỗi chiếc Tu-95MS có khả năng mang tối đa 6 tên lửa KH101 gắn bên ngoài. Trong khi những chiếc Tu-160 lại trang bị chúng trong các ổ quay chứa 6 tên lửa bên trong. Trong khi những chiếc Tu-160 lại trang bị chúng trong các ổ quay chứa 6 tên lửa bên trong. Theo nhà sản xuất, độ sai số mục tiêu của KH-101 chỉ vào khoảng 5 đến 10 m, một thông số tuyệt vời đối với loại tên lửa có tầm bay hàng ngàn km. Điểm đặc biệt là KH-101 được trang bị cả động cơ phản lực cánh quạt đẩy với cánh quạt làm bằng vật liệu phản xạ radar thấp. Trong thời gian qua, Nga cũng cho ra mắt một loại tên lửa hành trình tầm xa mới, phóng từ trên không có tên gọi KHBD và đang trang bị loại vũ khí này cho máy bay ném bom chiến lược Tu-160. KHBD đã được phát triển trong thời gian dài, nhưng đến nay Nga vẫn chưa công bố bất cứ hình ảnh nào về tên lửa bí mật này. Giống như nhiều chương trình phòng thủ của Nga, tính năng chính xác của tên lửa vẫn được giữ kín. Một số nguồn tin cho biết Ban đầu, Moscow dự định trang bị tên lửa cho máy bay ném bom chiến lược thế hệ tiếp theo Pakda. Hãng thông tấn tác cho biết Tu-160 có thể mang theo 12 tên lửa KHBD mới trên các bệ phóng đặt trong khoang vũ khí. Mỗi bệ phóng có thể chứa được 6 tên lửa. Tư lệnh không quân vũ trụ Nga, Trung tướng Sergei Kobilat cho biết máy bay ném bom siêu thanh chiến lược Tu-160 đã được trang bị tên lửa hành trình KHBD mới với tầm bắn hơn 6.500 km các chuyên gia cho rằng nhà sản xuất có thể phát triển KHBD dựa trên cấu tạo của tên lửa KH101 và phiên bản cải tiến có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của tên lửa này là K102 với hình dáng tương tự. Điều đó giúp đảm bảo KHBD có thể tương thích với các bệ phóng tên lửa của Tu 160. Nếu KHBD là phiên bản nâng cấp của các tên lửa KH101, KH102 thì tại thời điểm này vẫn chưa rõ các kỹ sư Nga làm cách nào để nó đạt được tầm bắn xa hơn nhiều. Lựa chọn khả thi nhất có thể là thu nhỏ các bộ phận bên trong tên lửa, trong đó có đầu đạn để chứa được nhiều nhiên liệu hơn và cung cấp nhiều năng lượng hơn cho động cơ phản lực của tên lửa. Việc tăng năng suất hoạt động của động cơ hoặc thay thế bằng loại nhiên liệu khác cùng một số cải tiến về khí động học cũng có thể giúp tên lửa có tầm bắn xa hơn. Tên lửa hành trình KH101, KH102 có tiết diện radar thấp, giúp giảm nguy cơ bị hệ thống phòng không của đối phương phát hiện. Theo giới phân tích Tính năng này cũng có thể được thiết kế cho KHBD. Ảnh vệ tinh do hãng CNN thu thập độc quyền cho thấy, Nga, Mỹ và Trung Quốc đều xây dựng các cơ sở và đào đường hầm mới tại các bãi thử hạt nhân của mỗi nước trong những năm gần đây. Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa ba cường quốc tăng tới mức cao nhất trong nhiều thập niên, dù không có bằng chứng cho thấy Nga, Mỹ hay Trung Quốc đang chuẩn bị cho một vụ thử nghiệm hạt nhân. Xong các bức ảnh do một nhà phân tích nổi tiếng trong các cuộc nghiên cứu về không phổ biến vũ khí hạt nhân thu thập và cung cấp cho thấy sự mở rộng tại ba địa điểm thử hạt nhân so với những năm trước đây. Trung Quốc hiện có bãi thử tại Tân Cương, Nga có bãi thử tại quần đảo Bắc Băng Dương và Mỹ có bãi thử tại sa mạc Nevada. Theo hình ảnh vệ tinh trong vòng 3 đến 5 năm qua, hoạt động tại các bãi thử hạt nhân ở khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương Trung Quốc, khu vực quần đảo Bắc Băng Dương Nga và sa mạc Nevada, Mỹ đã gia tăng đáng kể. Xem xét các hình ảnh, giáo sư Jeff Faye Lewis tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury, Mỹ chỉ ra rằng nhiều đường hầm mới, cơ sở mới được xây dựng và lưu lượng phương tiện ra vào tại các địa điểm ngày càng tăng. Theo giới phân tích, việc mở rộng các địa điểm thử hạt nhân có nguy cơ dẫn đến một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân trong bối cảnh tình hình quốc tế đang có sự chia rẽ. Vào tháng 2, Tổng thống Nga cũng đưa ra tuyên bố Moscow sẽ đình chỉ tham gia Hiệp ước Kiểm soát Vũ khí Hạt nhân New START với Mỹ và đề cập chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tổng thống Nga nói rằng một số người ở Washington đang nghĩ đến việc nối lại thử nghiệm hạt nhân và do đó Bộ Quốc phòng và Tập đoàn Hạt nhân Nga nên sẵn sàng thử vũ khí hạt nhân của Nga nếu cần thiết. Trước đó, ngày 21 tháng 2, Tổng thống Putin đã đề cập trong thông điệp liên bang rằng Bộ Quốc phòng và Tập đoàn Năng lượng Nhà nước Rosatom nên chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện các vụ thử hạt nhân nếu cần thiết. Tuy nhiên, ông Putin cũng khẳng định Nga sẽ không phải nước đầu tiên thử nghiệm. Giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu Vật lý Thử nghiệm Vyashilab Solovov nói với TASS rằng, các vụ thử hạt nhân có thể được thực hiện ở bãi Novaza Zemdia nếu cần và có quyết định chính trị, một chương trình đặc biệt được thực hiện để duy trì sự sẵn sàng của địa điểm này. Bãi thử hạt nhân Novaza Zemlya là nơi diễn ra 130 vụ thử hạt nhân từ ngày 21 tháng 9 năm 1955 đến ngày 24 tháng 10 năm 1990, bao gồm 88 cuộc thử nghiệm trên không, 3 vụ dưới nước và 39 vụ dưới lòng đất. Thưa quý vị, gần đây Ukraine và Ba Lan ngày càng căng thẳng. Những cuộc khẩu chiến của hai bên đã khiến Ba Lan tuyên bố rằng họ có kế hoạch rút hỗ trợ quân sự cho Ukraine và điều này đe dọa gây ra những hậu quả địa chính trị kể từ khi xung đột giữa nga và ukraine nổ ra quan hệ giữa ba lan và ukraine đã phát triển mạnh mẽ ít nhất là ở bề nổi tuy nhiên bên dưới bề nổi căng thẳng giữa hai nước vẫn còn Kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra, quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine đã phát triển mạnh mẽ, ít nhất là ở bề nổi. Tuy nhiên, bên dưới bề nổi, căng thẳng giữa hai nước vẫn còn. Gần đây, Ukraine và Ba Lan ngày càng căng thẳng liên quan đến việc Ba Lan cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine để bảo vệ lợi ích của nông dân nước này, dấy lên sự chỉ trích gay gắt của Kiev. Những cuộc khẩu chiến của hai bên đã khiến Ba Lan tuyên bố rằng họ có kế hoạch rút hỗ trợ quân sự cho Ukraine và điều này đe dọa gây ra những hậu quả địa chính trị. Hôm 19 tháng 9, người phát ngôn của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO xác nhận Ukraine đã nộp đơn khiếu nại dẫn đến động thái triệu đại sứ Ukraine của Ba Lan. Trong một nỗ lực xoa dịu, hôm 20 tháng 9, Bộ Ngoại giao Ukraine đã kêu gọi Ba Lan gạt cảm xúc sang một bên để giải quyết vấn đề ngũ cốc Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko cho biết, phía Ukraine đã đưa ra cho Ba Lan một hướng mang tính xây dựng để giải quyết vấn đề ngũ cốc. Chúng tôi hy vọng rằng các đề xuất của chúng tôi sẽ trở thành cơ sở để chuyển cuộc đối thoại sang một tiến trình mang tính xây dựng. Thế nhưng, quan hệ song phương tiếp tục xấu đi nhanh chóng với sự nổi giận của chính phủ Ba Lan hôm 20 tháng 9 khi Tổng thống Ukraine Zelensky bóng gió rằng Warsaw đã ngã vào tay Nga sau khi áp đặt các biện pháp hạn chế nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine qua lãnh thổ nước này, đi ngược lại quyết định của Liên minh châu Âu. Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Pavel Zablowski đã nhấn mạnh với đại sứ Ukraine rằng tuyên bố của ông Zelensky là không đúng sự thật, đặc biệt vì Ba Lan đã ủng hộ Ukraine kể từ những ngày đầu xung đột bộ ngoại giao ba lan cũng cho rằng các động thái của ukraine vừa qua đã gây áp lực lên ba lan trên các diễn đàn đa phương và rằng việc gửi khiếu nại lên tòa án quốc tế không phải là phương pháp thích hợp để giải quyết sự khác biệt giữa các quốc gia trên thực tế căng thẳng trong vấn đề xuất khẩu ngũ cốc đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính bền vững của quan hệ ba lan ukraine một tình bạn dường như là hình ảnh thu nhỏ của tình đoàn kết châu âu với ukraine trong cuộc đối đầu với nga lệnh cấm được đưa ra trước đó nhằm bảo vệ quyền lợi của nông dân Ba Lan và một số quốc gia khác trước sự gia tăng nhập khẩu ngũ cốc và thực phẩm từ Ukraine vì cuộc xung đột với Nga đã chặn phần lớn các tuyến đường xuất khẩu của Ukraine qua các cảng biển đen. Nông dân ở Ba Lan, Hungary, Romania, Slovakia và Bulgaria đã chịu thiệt hại đáng kể do lượng ngũ cốc Ukraine nhập khẩu tăng vọt. Số nông sản này đáng nhẽ phải được xuất khẩu đến châu Phi và Trung Đông, nhưng thay vào đó lại bị mắc kẹt ở Đông Âu. Hiện Kiev chưa bình luận về phát biểu mới nhất của lãnh đạo Ba Lan. Warsaw cũng đã phản ứng với những nhận xét của ông Volodymyr Zelensky tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm thứ Ba, trong đó nhà lãnh đạo Ukraine cáo buộc một số nước thuộc Liên minh châu Âu đang giả vờ đoàn kết với Ukraine và xoa dịu Nga. Mặc dù ông Zelensky không chỉ đích danh Ba Lan, nhưng những phát biểu của ông vẫn khiến Warsaw tức giận. Đảng luật pháp và công lý cầm quyền đang sôi sục trước những lời chỉ trích trước đó từ Kiev về quyết định của Warsaw trong việc đơn phương gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine và Mỹ sẽ tạo ra một hệ sinh thái phòng thủ chung, trong đó họ sẽ sản xuất các loại vũ khí cần thiết. Ông Zelensky nói, chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau để hai nước có thể sản xuất những vũ khí cần thiết. Chúng tôi đang chuẩn bị xây dựng một hệ sinh thái quốc phòng mới với Mỹ, sản xuất vũ khí và hợp tác để thúc đẩy tự do, đồng thời nhấn mạnh các cơ sở công nghiệp và việc làm mới sẽ xuất hiện trong hệ thống phòng thủ chung với Mỹ. Phía Mỹ cho hay, Washington dự định tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine trong dài hạn, bao gồm có việc thông qua quan hệ đối tác với cơ sở công nghiệp quốc phòng của Kiev. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi sẽ tổ chức một hội nghị vào mùa thu với sự tham gia của đại diện ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ, các doanh nhân Ukraine và quan chức của cả hai nước để khám phá khả năng thành lập liên danh sản xuất quốc phòng chung. Trước đó, Tổng thống Zelensky đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng. Theo công bố của Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo đã bàn về vấn đề khôi phục các ngành kinh tế và năng lượng ở Ukraine, cuộc chiến chống tham nhũng của Kiev, cũng như quá trình hợp tác giữa các tổ hợp công nghiệp quân sự của Hoa Kỳ và Ukraine. Phía Hoa Kỳ cam kết tăng cường khả năng phòng thủ cho Ukraine trong dài hạn, trong đó có thông qua quan hệ đối tác với các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Để đạt được mục tiêu đó, chính phủ Hoa Kỳ sẽ tổ chức hội nghị vào mùa thu này với sự tham gia của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Ukraine và các quan chức của cả hai chính phủ để tìm kiếm các phương án liên danh và hợp tác sản xuất. Theo đó, ông Biden và ông Zelensky cũng thảo luận về sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với lĩnh vực năng lượng và phục hồi kinh tế của Ukraine. Hai ông cũng đề cập đến vấn đề tham nhũng ở Ukraine. Trong đó, Tổng thống Zelensky đã chia sẻ về kế hoạch giải quyết tham nhũng ở Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Biden nhấn mạnh tầm quan trọng của các thể chế chống tham nhũng độc lập về mặt chính trị như Cục chống tham nhũng quốc gia Ukraine, Công tố viên chống tham nhũng đặc biệt và Tòa án chống tham nhũng cấp cao. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Ukraine còn thảo luận về cuộc phản công đang diễn ra của Ukraine Ông Biden nhắc lại rằng Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev cho đến chừng nào còn cần thiết. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22 tháng 9 đã có chuyến thăm đầu tiên tới đồng minh thân cận Canada sau khi kết thúc chuyến thăm Mỹ. Theo một quan chức chính phủ, Canada là một trong những quốc gia ủng hộ Kiev mạnh mẽ nhất và dự kiến sẽ tuyên bố gửi thêm vũ khí tới Ukraine trong chuyến thăm của ông Zelensky. Thủ tướng Justin Trudeau nói với các phóng viên ở New York hôm 21 tháng 9, Canada sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine cho đến khi nào còn cần thiết và chúng tôi sẽ luôn kiên quyết bảo vệ luật pháp, trật tự dựa trên luật lệ quốc tế. Nhà lãnh đạo Ukraine đi từ Mỹ sang Canada và không công bố trước về chuyến thăm này. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Zelensky tới Canada kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra tháng 2 năm 2022. Theo lịch trình, ngày 22 tháng 9, ông Zelensky đã có cuộc hội đàm chính thức với ông Trudeau và có bài phát biểu trước Quốc hội Canada hai nhà lãnh đạo cũng sẽ tới Toronto để gặp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các thành viên trong cộng đồng người Canada gốc Ukraine. Canada là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và nhóm G7. Giống nhiều nước phương Tây khác, thời gian qua Canada đã viện trợ quân sự và tài chính cho Kiev sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra tháng 2 năm 2022. Nước này đã áp nhiều lệnh trừng phạt với Nga để đáp trả Moscow mở chiến dịch ở Ukraine. Canada cũng là một trong những quốc gia tích cực hỗ trợ quân sự cho Ukraine đối phó Nga, với tổng giá trị ước tính hơn 8,9 tỷ đô la Mỹ. Chuyến thăm Canada diễn ra trong bối cảnh ông Zelensky không được các nghị sĩ Cộng hòa chào đón nồng nhiệt tại Quốc hội Mỹ. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy đã từ chối tổ chức phiên họp lưỡng viện Quốc hội Mỹ theo đề xuất của Tổng thống Zelensky, khiến lãnh đạo Ukraine không thể phát biểu trước toàn bộ nghị sĩ Mỹ. Ở Washington hôm 21 tháng 9, Tổng thống Zelensky kêu gọi các nghị sĩ Mỹ tiếp tục ủng hộ Ukraine trong bối cảnh Đảng Cộng Hòa nghi ngờ việc liệu quốc hội có nên phê duyệt một đợt viện trợ mới hay không. Mặc dù không có sự chia rẽ như vậy, nhưng Canada không có nguồn tài chính hay dự trữ quân sự dồi dào như Mỹ, Đức. Kể từ đầu năm 2022, Canada đã cam kết viện trợ hơn 5,9 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, bao gồm hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ quân sự, Canada là một trong những quốc gia có cộng đồng người Ukraine lớn nhất thế giới với khoảng 1,4 triệu người. Tính đến tháng 7, gần 170.000 người tị nạn Ukraine đã sơ tán đến quốc gia Bắc Mỹ kể từ khi xung đột bùng phát. Vào tháng 6, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng đã đến Kiev trong một chuyến thăm không thông báo trước. Ông Trudeau đi cùng Phó Thủ tướng Canada Christia Freeland chuyến thăm kéo dài một ngày, trong đó Thủ tướng Canada đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Các cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo được cho là tập trung vào sự hỗ trợ của Ottawa đối với Kiev và vai trò của Canada trong việc tái thiết Ukraine. Thủ tướng Justin Trudeau đã công bố khoản viện trợ quân sự trị giá 375 triệu đô la cho Kiev, đồng thời cho biết Canada sẽ tham gia một chương trình đa quốc gia để đào tạo các phi công quân sự Ukraine. Đây là chuyến thăm thứ hai của Thủ tướng Trudeau tới Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát. Chuyến thăm trước đó diễn ra tháng 5 năm 2022. Khi ấy, ông Trudeau đã mở lại Đại sứ quán Canada ở Kiev và gặp trực tiếp ông Zelensky. Thưa quý vị, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, trong một nhà máy ở Hàn Quốc, dây chuyền sản xuất tự động và công nhân tay nghề cao đang nhanh chóng sản xuất những vũ khí mà có thể đóng vai trò to lớn ở Ukraine. Kể từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine, nhà máy vũ khí Hanwha Aerospace ở thành phố Changwon, miền nam Hàn Quốc, tăng công suất lên 3 lần, các công nhân ở đây cho biết. Hàn Quốc hiện đang đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí trong bối cảnh những đồng minh truyền thống như Mỹ gặp khó khăn vì công suất hạn chế. Chính sách lâu nay của Hàn Quốc khiến nước này không được bán vũ khí cho các quốc gia đang có xung đột. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng điều này có thể thay đổi khi Triều Tiên và Nga gần đây xích lại gần nhau và bị nghi ngờ là sẽ trao đổi vũ khí. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mà Nga là thành viên cho rằng điều này sẽ nhận được sự ủng hộ rộng rãi nếu Moscow cung cấp thông tin cho Bình Nhưỡng để đổi lấy vũ khí. Hanwha Aerospace, nhà thầu quân sự lớn nhất của Hàn Quốc, đang chạy đua để kịp hoàn thành đơn đặt hàng những hệ thống lựu pháo K9 nặng 14 tấn và sử dụng 14 bánh xe để xuất sang Ba Lan. Lựu pháo này có tầm bắn 40 km, xa hơn xe tăng, dù K9 cần đứng im khi bắn. Seoul từ lâu đã có tham vọng lọt vào nhóm các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới, cụ thể là vị trí thứ tư sau Mỹ, Nga và Pháp. Hàn Quốc đang tăng cường hợp tác và thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng bên cạnh việc đối phó với Triều Tiên. Hàn Quốc có tham vọng gia nhập đường đua trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn nhất thế giới, đặc biệt nhằm đến khách hàng là các nước tại châu Âu, vốn trước đây thích dùng hàng Mỹ hoặc châu Âu. Doanh số bán vũ khí của Hàn Quốc đã tăng từ 7,2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021 lên 17 tỷ đô la Mỹ trong bối cảnh phương Tây tăng cường vũ khí cho Ukraine và căng thẳng gia tăng ở các điểm nóng khác. Trong đó, thỏa thuận bán vũ khí trị giá 13,7 tỷ đô la Mỹ giữa Hàn Quốc và Ba Lan, một thành viên NATO, được đánh giá là nền tảng để Seoul chinh phục thị trường châu Âu. Ông Choi Dong-bin, phó chủ tịch cấp cao của Hanwha Aerospace cho biết, ngành công nghiệp vũ khí của Hàn Quốc có một lợi thế so với các quốc gia xuất khẩu vũ khí khác, đó là luôn sẵn sàng cho chiến tranh. Ông Choi nói rằng, vũ khí Hàn Quốc đã được kiểm nghiệm trên chiến trường ở khu vực biên giới có mức độ quân sự hóa cao nhất thế giới. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vừa thăm Nga và gặp Tổng thống Vladimir Putin. Mỹ và các đồng minh cho rằng hai bên có thể đã ký thỏa thuận để Bình Nhưỡng cung cấp đạn pháo và tên lửa chống tăng cho Nga để đổi lấy công nghệ vệ tinh. Các nhà quan sát cho rằng một thỏa thuận như vậy có thể thay đổi tính toán của Seoul dẫn đến việc Hàn Quốc viện trợ vũ khí trực tiếp cho Ukraine. Tại cuộc họp diễn ra vào ngày 20 tháng 9, ông Kim Jong Un cũng thảo luận với các quan chức về những động thái tiếp sau cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Nga. Theo thông tấn xã Trung ương Triều Tiên KCNA, trong buổi họp, các quan chức đã phân tích tầm quan trọng của chuyến thăm Nga của ông Kim Jong Un và nêu ra các kế hoạch dài hạn để phát triển quan hệ song phương giữa Nga và Triều Tiên. Ông Kim Jong Un về nước vào tuần trước sau chuyến thăm Nga kéo dài cả tuần nhà lãnh đạo Triều Tiên đã có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Putin tại trung tâm trụ sở Vostokny ở vùng Viễn Đông và hai bên nhất trí sẽ tăng cường hợp tác quân sự kinh tế. Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường liên lạc và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong các lĩnh vực nhằm mở rộng và phát triển hợp tác trong mọi lĩnh vực một cách toàn diện. KCNA cũng cho biết Chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Kim Chân Un đã đặt mối quan hệ song phương Triều Tiên-Nga lên một tầm chiến lược mới nhằm đáp ứng nhu cầu của thời đại mới và mang lại sự thay đổi căn bản đối với tình hình địa chính trị thế giới. Chủ tịch Kim Chân Un đã có chuyến thăm kéo dài một tuần tới Nga từ ngày 12 tháng 9. Tại cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên sau 4 năm với Tổng thống Nga Putin, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tăng cường hợp tác quân sự và kinh tế. Hàn Quốc và Mỹ đã bày tỏ lo ngại rằng Nga có thể tìm cách mua đạn dược từ Triều Tiên để bổ sung cho kho dự trữ đạn cạn kiệt của nước này, trong khi Bình Nhưỡng tìm kiếm sự trợ giúp về mặt công nghệ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa. Phát biểu trên truyền hình quốc gia ngày 17 tháng 9, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nói Nga sẽ hợp tác với Triều Tiên bất chấp lệnh trừng phạt từ Liên Hợp Quốc. Chúng tôi không công bố biện pháp trừng phạt chống lại Triều Tiên như Hội đồng Bảo an đã làm, ông nói. Chúng tôi sẽ phát triển hợp tác bình đẳng, công bằng với Bình Nhưỡng. Việc lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un về nước với cam kết của Nga trong hỗ trợ chương trình không gian có thể giúp Triều Tiên đạt được mục tiêu lâu dài là đưa vệ tinh lên quỹ đạo. Trong 25 năm qua, Triều Tiên đã 7 lần nỗ lực đưa vệ tinh vào quỹ đạo song không mang lại kết quả như mong đợi. Sự hỗ trợ từ Nga có thể giúp Bình Nhưỡng xoay chuyển tình thế từ đó xây dựng mạng lưới về tinh quân sự giám sát mọi động thái của quân đội Mỹ cùng đồng minh trong khu vực. Trang bình luận quân sự của Nga vừa vẽ ra kịch bản chiến tranh hấp dẫn. Đó là vào ngày nào đó, một tàu chiến với cấu trúc thượng tầng hình kim tự tháp đã rời căn cứ hải quân phương Tây. Chiến hạm đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Các trạm radar của nó thăm dò bầu trời, từ mép nước đến gần không gian. Hệ thống thủy âm của nó nhìn xuống đáy biển sâu, không phương tiện nào có thể đến gần mà không bị chú ý. Trong các bệ phóng đa năng, tên lửa chống hạm tàng hình LRASM, ASM mua từ Mỹ đang chờ sẵn. Con tàu được bảo vệ khỏi cuộc tấn công từ trên không bởi tên lửa phòng không Aster. Trong tình huống không lường trước được, con tàu có thể ẩn sau đám mây khói kim loại che phủ. Đó là một chiếc gương phản xạ lưỡng cực, bao gồm mồi bẫy nhiệt và chạm gây nhiễu hoạt động mạnh. Radar và sonar của tàu không phát hiện được bất kỳ mối đe dọa nào đang di chuyển về hướng của nó. Nhưng đột nhiên, radar cho thấy 8 vật thể đang đồng thời lao vào tàu khu trục từ nhiều phía. Những vật thể này lao đi với tốc độ khoảng 50 hải lý một giờ và khoảng cách tới tàu khu trục đã rất gần, chỉ vài trăm mét. Chúng đến từ đâu vậy? Là loại gì? Và có gây ra mối đe dọa cho con tàu hay không? Rõ ràng các vật thể di chuyển trên mặt nước dọc theo lộ trình của con tàu và tại thời điểm cự ly gần nhất, chúng bắt đầu được kích hoạt. Xem xét bản chất và hướng đi, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một cuộc tấn công. Tín hiệu báo động vang lên, thủy thủ đoàn tàu khu trục bắt đầu chuẩn bị đẩy lùi cuộc tấn công. Khoảng cách là quá ngắn đối với tên lửa chống hạm và pháo bắn nhanh là vũ khí duy nhất lúc này. Đồng thời hệ thống phóng mồi bẫy và màn khói cũng được kích hoạt. Tuy nhiên, mọi thứ đều vô ích. Những chiếc thuyền không người lái USV có kích thước quá nhỏ và thân của chúng bị ẩn một phần dưới nước. Các khẩu pháo tự động của tàu khu trục đã ngăn chặn được 6 chiếc USV, nhưng hai chiếc khác đã lọt qua. Một số vụ nổ mạnh đã được nghe thấy. Rõ ràng đầu đạn của chiếc USV cảm tử khá giống với đầu đạn tây lửa chống hạm đã đánh trúng gần một điểm ở giữa tàu khu trục. Thân tàu hình thành một lỗ lớn, nước tràn vào mạnh mẽ, lửa bùng bên trong các khoang tàu nổi phía trên mực nước và vết dầu loang ra khắp mặt nước. Rất nhanh, con tàu bắt đầu nghiêng, sau đó lệnh sơ tán được đưa ra nhưng không phải ai cũng trốn thoát được. Trên đây là một viễn cảnh được báo chí Nga đưa ra với mục đích gửi lời gian đe tới các quốc gia NATO có ý định can dự vào tình hình xung đột trên biển đen. Trước đó, theo Defense Express, tập đoàn Kinjisep Machine Building Plant LLC, KMZ của Nga đã giới thiệu thuyền điều khiển từ xa GRK-700 Visa tại triển lãm quân sự Amiya 2023. Đây là phương tiện không người lá mặt nước đa nhiệm, có thể dùng để đánh chặn USV, thu thập thông tin hoặc vận chuyển hàng hóa. Đại diện nhà sản xuất cho biết, phần thân của GRK-700 được làm từ sợi thủy tinh, tải trọng tối đa 500kg. Phương tiện này có tầm hoạt động 500km ở tốc độ thấp nhưng có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 80 km một giờ. Truyền thông Nga tiết lộ GRK-700 là sản phẩm có tỷ lệ nội địa hóa 100%. Toàn bộ các thiết bị tiên tiến nhất như sonar, hệ thống radar hay hệ thống điều khiển đều được sản xuất trong nước. Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về chiến lược, kế hoạch và năng lực Mara Kalin cho biết tại một hội thảo tại Viện Ronald Reagan hôm 20 tháng 9 rằng Ukraine đã trở thành một phòng thí nghiệm đổi mới quân sự thực sự, đặc biệt là trong lĩnh vực AI và máy bay không người lái. Quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc lưu ý rằng những hiểu biết sâu sắc cũng quan trọng như dữ liệu mà quân đội Mỹ thu thập được trong các cuộc xung đột ở Afghanistan và Iraq. Bà giải thích có những điều sẽ học được không phải trong xung đột, còn có những điều khác mà người ta chắc chắn sẽ học được khi có một cuộc giao tranh đang diễn ra. Bà nhớ lại việc có bao nhiêu sự đổi mới đã được thực hiện khi lực lượng Mỹ ở Iraq và Afghanistan và cách họ có thể lấy những thứ nhất định đưa chúng vào chiến trường, tìm ra cách thực hiện những thay đổi nhất định và áp dụng chúng. Rõ ràng bà Mara Kalin đang muốn nói rằng Ukraine là một phòng thí nghiệm học tập cho đổi mới quân sự. Trước đó, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã được cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexei Reznikov đánh giá là cơ hội cho các nhà sản xuất vũ khí phương Tây. Reznikov nói với Financial Times hồi tháng 7 rằng những người ủng hộ phương Tây của Kiev và những gã khổng lồ trong ngành công nghiệp quốc phòng của họ thực sự có thể biết liệu vũ khí của họ có hoạt động hay không chúng hoạt động hiệu quả như thế nào và liệu chúng có cần được nâng cấp hay không. Cuộc giao tranh ở Ukraine đã mang đến cho Mỹ và các đồng minh cơ hội hiếm có để nghiên cứu xem các hệ thống vũ khí của chính họ hoạt động như thế nào khi được sử dụng với cường độ cao. Giới chức quân sự Mỹ cũng đã theo dõi mức độ thành công của Nga khi sử dụng máy bay không người lái giá rẻ để phá hủy lưới điện Ukraine. Vào đầu năm 2023, một nguồn tin thân cận với tình báo phương Tây nhận định Ukraine đã trở thành một phòng thí nghiệm vũ khí theo mọi nghĩa vì không có thiết bị nào trong số này thực sự được sử dụng trong một cuộc xung đột giữa hai quốc gia có nền công nghiệp phát triển. Đối với quân đội Mỹ, cuộc xung đột ở Ukraine là một nguồn dữ liệu lớn về các hệ thống của chính họ. Mỹ cũng đang nghiên cứu kỹ lưỡng cuộc xung đột này để rút ra những bài học lớn hơn về cách một cuộc giao tranh giữa hai cường quốc quân sự có thể xảy ra trong thế kỷ 21. Sĩ quan tác chiến nói rằng một bài học mà Mỹ có thể rút ra từ cuộc xung đột này là pháo kéo, như hệ thống lựu pháo M777 có thể đã lỗi thời. Những hệ thống đó khó di chuyển nhanh để tránh bị bắn trả và trong một thế giới mà máy bay không người lái phổ biến như hiện nay, chúng rất khó để che giấu. Thưa quý vị, một nhà lập pháp hàng đầu của Nga gần đây thừa nhận rằng quân đội Nga có thể sẽ được yêu cầu phục vụ ở tiền tuyến trong xung đột Ukraine mà không cần nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe. Trước đó, những người lính đã được đưa vào chiến đấu theo lệnh động viên một phần vào năm ngoái, vẫn có quyền nhận được một khoảng thời gian nghỉ ngơi và phục hồi ngắn hạn sau mỗi 6 tháng phục vụ. Nhiều video đã được đăng lên mạng trong những tháng gần đây bởi những người lính Nga ở Ukraine, những người tuyên bố rằng họ vẫn chưa được nghỉ phép như đã hứa. Theo một báo cáo từ Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh MOD, một nhà lập pháp hàng đầu của Nga gần đây thừa nhận rằng quân đội Nga có thể sẽ được yêu cầu phục vụ ở tiền tuyến trong xung đột Ukraine mà không cần nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố huy động một phần quân dự bị sang chiến đấu ở Ukraine. Khoảng 300.000 nhân viên quân sự đã được triệu tập theo lệnh của Tổng thống. Và các báo cáo gần đây cho thấy một số quan chức Moscow hiện nay ủng hộ một làn sóng huy động khác do thương vong nặng nề từ cuộc phản công đang diễn ra của Kiev. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga Andrei Katapulov nhắc lại rằng các quân nhân được huy động có nghĩa vụ phải phục vụ trong suốt thời gian của kế hoạch quân sự. Meduza, một cơ quan truyền thông độc lập của Nga viết rằng Katapolov cũng cho biết những người lính đã được đưa vào chiến đấu theo lệnh động viên một phần vào năm ngoái vẫn có quyền nhận được một khoảng thời gian nghỉ ngơi và phục hồi ngắn hạn sau mỗi 6 tháng phục vụ. Nhiều video đã được đăng lên mạng trong những tháng gần đây bởi những người lính Nga ở Ukraine, những người tuyên bố rằng họ chưa được nghỉ phép như đã hứa. Việc huy động một lượng lớn quân sang chiến trường ở Ukraine là việc cần thiết và cấp bách trong bối cảnh hiện nay. Cả hai bên đều đang cố gắng điều động lượng lớn quân dự bị các động thái của nga và ukraine nhằm bổ sung binh lực khôi phục lại lực lượng quân đội cùng nhiều tín hiệu khác cho thấy cả hai bên và những nước ủng hộ họ đang chuẩn bị cho cuộc xung đột tiêu hao kéo dài cả nga và ukraine đều không tiết lộ con số thương vong nhưng theo đánh giá của phương tây hai bên đã và đang chịu tổn thất nặng nề về nhân sự kể từ khi xung đột bùng phát có thời điểm hàng trăm binh sĩ ukraine bị thương hoặc thiệt mạng mỗi ngày ukraine cũng vận động và khuyến khích người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội gia nhập quân đội để lấp đầy hàng ngũ còn Nga được cho là kết hợp từ nhiều nguồn lực khác nhau, từ lực lượng dự bị, binh sĩ hợp đồng đến các đơn vị quân sự tư nhân. Những tổn thất trên chiến trường đồng nghĩa với việc các đơn vị ở tiền tuyến cần được bổ sung quân tiếp viện. Có rất nhiều thách thức mà Nga và Ukraine phải đối mặt khi tuyển dụng tân binh. Ukraine đang nỗ lực kêu gọi người dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, thuyết phục những nam giới khỏe mạnh, đủ độ tuổi chiến đấu nộp đơn đăng ký. Ngoài ra, nước này cũng kêu gọi các tình nguyện viên tham gia chiến đấu, nhưng số lượng tình nguyện viên sẵn sàng dường như đang giảm dần sau thời gian dài giao tranh. Một số nhà nghiên cứu cho rằng thời gian có thể không đứng về phía Ukraine khi nước này tiếp tục có nhiều binh sĩ tử trận và điều kiện chiến đấu ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn. Nga cũng đã mất khá nhiều binh sĩ và đã có những suy đoán về việc Moscow có thể thực hiện thêm một đợt huy động quy mô lớn khác, nhưng Nga quyết định không làm như thế. Thay vào đó, Nga tiếp tục dựa vào lực lượng dự bị, lực lượng quân sự tư nhân và những binh sĩ dày dặn kinh nghiệm trong lực lượng chính quy để chiến đấu. Ngoài ra, nhà chức trách nước này được cho là kêu gọi một số lính nghĩa vụ ở lại quân đội sau một năm thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về chiến lược, kế hoạch và năng lực Mara Kalin cho biết tại một hội thảo tại Viện Ronald Reagan hôm 20 tháng 9 rằng Ukraine đã trở thành một phòng thí nghiệm đổi mới quân sự thực sự, đặc biệt là trong lĩnh vực AI và máy bay không người lái. Quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc lưu ý rằng những hiểu biết sâu sắc cũng quan trọng như dữ liệu mà quân đội Mỹ thu thập được trong các cuộc xung đột ở Afghanistan và Iraq Bà giải thích có những điều sẽ học được không phải trong xung đột Còn có những điều khác mà người ta chắc chắn sẽ học được khi có một cuộc giao tranh đang diễn ra Bà nhớ lại việc có bao nhiêu sự đổi mới đã được thực hiện khi lực lượng Mỹ ở Iraq và Afghanistan Và cách họ có thể lấy những thứ nhất định, đưa chúng vào chiến trường, tìm ra cách thực hiện những thay đổi nhất định và áp dụng chúng Rõ ràng bà Mara Kalin đang muốn nói rằng Ukraine là một phòng thí nghiệm học tập cho đổi mới quân sự Trước đó, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã được cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexei Reznikov đánh giá là cơ hội cho các nhà sản xuất vũ khí phương Tây. Reznikov nói với Financial Times hồi tháng 7 rằng những người ủng hộ phương Tây của Kiev và những gã khổng lồ trong ngành công nghiệp quốc phòng của họ thực sự có thể biết liệu vũ khí của họ có hoạt động hay không, chúng hoạt động hiệu quả như thế nào và liệu chúng có cần được nâng cấp hay không. Cuộc giao tranh ở Ukraine đã mang đến cho Mỹ và các đồng minh cơ hội hiếm có để nghiên cứu xem các hệ thống vũ khí của chính họ hoạt động như thế nào khi được sử dụng với cường độ cao. Giới chức quân sự Mỹ cũng đã theo dõi mức độ thành công của Nga khi sử dụng máy bay không người lái giá rẻ để phá hủy lưới điện Ukraine. Vào đầu năm 2023, một nguồn tin thân cận với tình báo phương Tây nhận định Ukraine đã trở thành một phòng thí nghiệm vũ khí theo mọi nghĩa, vì không có thiết bị nào trong số này thực sự được sử dụng trong một cuộc xung đột giữa hai quốc gia có nền công nghiệp phát triển. Đối với quân đội Mỹ, cuộc xung đột ở Ukraine là một nguồn dữ liệu lớn về các hệ thống của chính họ. Mỹ cũng đã nghiên cứu kỹ lưỡng cuộc xung đột này để rút ra những bài học lớn hơn về cách một cuộc giao tranh giữa hai cường quốc quân sự có thể xảy ra trong thế kỷ 21. Sĩ quan tác chiến nói rằng một bài học mà Mỹ có thể rút ra từ cuộc xung đột này là pháo kéo như hệ thống lựu pháo M777 có thể đã lỗi thời. Những hệ thống đó khó di chuyển nhanh để tránh bị bắn trả và trong một thế giới mà máy bay không người lái phổ biến như hiện nay, chúng rất khó để che giấu ngày 21 tháng 9, tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan tuyên bố không tán thành với việc một số nhà lãnh đạo thế giới có quan điểm tiêu cực về tổng thống nga vladimir putin. phát biểu về báo giới bên lề đại hội đồng liên hợp quốc ở new york, mỹ, tổng thống erdogan nhấn mạnh nga là nhà sản xuất ngũ cốc lớn nhất thế giới và đây là sự thật không thể phớt lờ. bởi vậy việc có quan điểm tiêu cực đối với nhà lãnh đạo nga là không thỏa đáng. Cũng trong tuyên bố tại New York, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm hồi sinh thỏa thuận ngũ cốc biển đen giữa Nga và Ukraine mà nước này và Liên Hợp Quốc làm trung gian. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan là một trong số ít các nhà lãnh đạo NATO duy trì quan điểm tích cực về Tổng thống Nga Putin sau khi Nga phát động kế hoạch quân sự tại Ukraine tháng 2 năm 2022. Hôm 4 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Erdogan đã tới Sochi của Nga để thảo luận với Tổng thống Putin về khả năng khôi phục thỏa thuận ngũ cốc biển đen cùng nhiều nghị sự hợp tác song phương quan trọng giữa Moscow và Ankara. Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã đứng ra làm trung gian cho sáng kiến ngũ cốc biển đen nhằm giúp giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu ngày càng trầm trọng do tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine, hai nước xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới. Trong khuôn khổ sáng kiến đạt được hồi tháng 7 năm 2022, Nga và Liên Hợp Quốc đã ký bản ghi nhớ về việc tạo điều kiện cung cấp các sản phẩm nông nghiệp và phân bón của Nga ra thị trường thế giới, trong khi Ukraine ký thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc về xuất khẩu thực phẩm và phân bón an toàn từ Ukraine qua Biển Đen. Thỏa thuận đã 3 lần được gia hạn và hết hiệu lực vào ngày 17 tháng 7 vừa qua. Sau thời hạn này, Nga không gia hạn thỏa thuận với lý do phần thỏa thuận liên quan đến nước này đã không được các bên còn lại thực hiện. Moscow khẳng định ngay khi các bên còn lại tuân thủ đầy đủ các cam kết đối với Nga, nước này sẽ ngay lập tức trở lại thực hiện thỏa thuận. Báo cáo của Cơ quan Phòng chống tham nhũng quốc gia Ukraine NACP cho biết Kiev đã bổ sung hai nhà sản xuất máy công cụ có độ chính xác cao hàng đầu của Đức là Spinner và DMG Mori vào danh sách các nhà tài trợ quốc tế cho cuộc xung đột Nga-Ukraine. Máy móc của các công ty này tiếp tục được Nga giữ và đặt mua bất chấp lệnh trừng phạt. Báo cáo viết, không có chúng, Moscow không thể sản xuất vũ khí và các linh kiện phục vụ kế hoạch quân sự. Trang web thuộc sở hữu của nhà phân phối chính thức Spinner ở Nga, Spinner LCC, tuyên bố họ vẫn hoạt động như thường lệ và sau khi xung đột Nga, Ukraine bùng nổ trên quy mô lớn, khối lượng thiết bị mà Spinner cung cấp cho Nga đã tăng 500%. Còn DMG Mori, được cho là đã thông qua đại diện của mình tại Nga là DMG Mori Rush LLC, vận hành một nhà máy máy công cụ ở Ulyanovsk, Ulyanovs Machine Tool Plants LLC. Thông báo của NACP chỉ rõ, trên thực tế, DMG Mori vẫn là người tham gia tích cực vào thị trường Nga. Điều này trái ngược với các tuyên bố chính thức của hãng. Như vậy, NACP đã bổ sung 14 nhà nhập khẩu máy công cụ do Đức sản xuất vào danh sách ứng cử viên bị trừng phạt. Ở một diễn biến khác, nhưng cũng liên quan vấn đề hạn chế thương mại, trong bối cảnh Ukraine và một số thành viên EU có sự xung đột về lợi ích trong vấn đề xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine. Điều này xuất phát từ việc xuất khẩu thực phẩm của Ukraine đã trở thành một vấn đề chính trị nhức nhối ở EU sau khi Bruxelles quyết định chấm dứt các hạn chế của khối đối với việc nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine. Nhưng một số nước ở sườn phía đông của châu Âu ngay lập tức bác bỏ quyết định này. Các quyết định của Ba Lan, Hungary và Slovakia cấm ngũ cốc của Ukraine đã làm nảy sinh tranh chấp kéo dài giữa Bruxelles và các thành viên phía đông của EU. Sự bất đồng đã khơi dậy căng thẳng trong khối và gây chia rẽ giữa Ukraine và Ba Lan, một trong những đồng minh gần gũi của Kiev trong suốt cuộc xung đột với Nga. Thủ tướng Mateusz Morawiecki cho biết, chúng ta sẽ ra hạn lệnh cấm này bất chấp sự phản đối của họ. Chúng ta sẽ làm điều đó vì đó là lợi ích của người nông dân Ba Lan. Nông dân ở Ba Lan cũng đổ lỗi cho việc giá giảm là do một lượng lớn ngũ cốc Ukraine đổ vào. Theo các thỏa thuận mới của EU, Ukraine đã đồng ý thực hiện các bước nhanh chóng để ngăn chặn sự gia tăng xuất khẩu ngũ cốc sang khối. Ủy ban Châu Âu đã đồng ý kiềm chế áp đặt các hạn chế, miễn là các biện pháp của Ukraine có hiệu quả. Các nước thành viên EU có nghĩa vụ phải tuân thủ các quy định thương mại của Brussels các quan chức EU cho biết lệnh cấm đơn phương nhập khẩu ngũ cốc của Ba Lan và các nước láng giềng có thể vi phạm luật pháp EU. Kiev đã đáp trả bằng tuyên bố sẽ hạn chế nhập khẩu từ Ba Lan, Hungary nếu họ không dỡ bỏ lệnh cấm vận ngũ cốc mà họ đơn phương thực thi, không tuân theo chính sách chung của EU. Thủ tướng Ukraine lưu ý, Kiev đã gửi yêu cầu chính thức tới Ba Lan, Hungary và Slovakia về việc vi phạm các quy định của WTO. Một cuộc điều tra chống phân biệt đối xử cũng đang được tiến hành nhằm chống lại những hành động không thân thiện của các quốc gia này trong lĩnh vực thương mại dựa trên số liệu thống kê năm 2023. Ông Denis Mihan nhấn mạnh, nếu Ba Lan và Hungary không đồng ý với các biện pháp đã thỏa thuận với EC và không dỡ bỏ lệnh cấm vận đơn phương đối với hàng hóa của chúng tôi, chúng tôi sẽ quyết định cấm nhập khẩu một số loại hàng hóa nhất định từ các nước này vào thị trường Ukraine. Cập nhật diễn biến mới nhất của vụ kiện, theo thông tin từ WTO, yêu cầu của Ukraine đánh dấu bước đi chính thức đầu tiên trong quá trình giải quyết tranh chấp kéo dài của WTO và có thể trở thành vụ tranh chấp WTO đầu tiên của Ukraine với tư cách là nguyên đơn chống lại một thành viên EU. Thưa quý vị, Nga đã cho phóng nhiều tên lửa vào Kiev và vùng ngoại ô, nhưng sau đó Ukraine đã thông báo rằng lực lượng phòng không của họ đã bắn hạ gần hết các tên lửa mà Nga đã phóng ra, ngăn chặn kịp thời những rủi ro có thể xảy ra. Mới đây, lực lượng phòng không Ukraine cho biết quân đội nước này đã bắn hạ 36 trên tổng 43 tên lửa mà không quân Nga đã phóng, trong đó chủ yếu là tên lửa hành trình KH-101 và KH-555. Sáng 22 tháng 9, The Defense Express công bố bức ảnh cho thấy một mảnh vỡ còn sót lại sau khi một trong những tên lửa Nga bị vô hiệu hóa và rơi xuống đất. Ukraine xác định đây là đầu đạn của tên lửa KH-101. Hiện Nga chưa bình luận về các thông tin trên. Nga được cho là đã phóng tên lửa theo nhiều đợt. Họ tiến vào khu phận Ukraine từ nhiều mặt trận khác nhau, liên tục thay đổi lộ trình dọc theo tuyến đường. Tập đoàn năng lượng UkrEnergy thuộc sở hữu của nhà nước Ukraine cho biết vụ việc này đánh dấu cuộc tấn công hàng loạt đầu tiên vào cơ sở hạ tầng năng lượng sau 6 tháng qua. Theo UkrEnergy, các cơ sở năng lượng ở miền tây và miền trung Ukraine đã bị hư hại, gây mất điện một phần ở các vùng Rivne, Zhytomyr, Kiev, Dnipropetrovsk và Kharkov. 398 khu định cư đã bị ngắt điện, nhiều khu định cư trong số này nằm ở các khu vực tiền tuyến của Donetsk, Zaporizhia, Kharkov, Kherson và Sumy. Tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny nói, tên lửa Nga tiếp cận từ nhiều hướng trong các đợt tấn công nối tiếp, đồng thời liên tục đổi đường bay để gây khó khăn cho nỗ lực đánh chặn. Trong khi đó, trang tin quân sự Avia Pro của Nga cho biết, quân đội Nga đã sử dụng tên lửa hành trình và máy bay không người lái cảm tử để tấn công cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng của Ukraine. Mục đích của hoạt động này là phá hủy các cơ sở công nghiệp quân sự, trung tâm tình báo vô tuyến và địa điểm huấn luyện các nhóm phá hoại của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo thông tin ban đầu, tất cả các mục tiêu đều bị phá hủy. KH-101 là dòng tên lửa hành trình hiện đại với tầm bắn khoảng 4.500 đến 5.500 km, được thiết kế để phóng từ máy bay ném bom chiến lược TU-95, TU-160 và TU-22M3. KH-101 được thiết kế với tầm quan sát thấp, giúp tránh được các hệ thống radar của đối phương. Tên lửa sử dụng các hệ thống dẫn đường tiên tiến, bao gồm điều hướng vệ tinh, điều hướng quán tính và kết hợp đường viền địa hình để cải thiện độ chính xác. Theo dữ liệu mở, KH-101 có trọng lượng 2.400 kg, trong đó đầu đạn nặng 400 kg có thể mang đầu đạn thông thường và chủ yếu được sử dụng cho các cuộc tấn công chính xác nhằm vào những mục tiêu có giá trị cao. Ukraine đã cáo buộc Nga tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại Kiev và nhiều thành phố lớn khác vào hôm 21 tháng 9, chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Zelensky gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng. Tập đoàn năng lượng Ukrainego thuộc sở hữu của nhà nước Ukraine cho biết Vụ việc này đánh dấu cuộc tấn công hàng loạt đầu tiên vào cơ sở hạ tầng năng lượng sau 6 tháng qua. Theo Ukraine Go, các cơ sở năng lượng ở miền Tây và miền Trung Ukraine đã bị hư hại, gây mất điện một phần ở các vùng Rivne, Zhytomyr, Kiev, Dnipropetrov và Kharkov. 398 khu định cư đã bị ngắt điện. Nhiều khu định cư trong số này nằm ở các khu vực tiền tuyến của Donetsk, Zaporizhia, Kharkov, Kherson và Sumy. Tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzny nói rằng tên lửa Nga tiếp cận từ nhiều hướng trong các đợt tấn công nối tiếp, đồng thời liên tục đổi đường bay để gây khó khăn cho nỗ lực đánh chặn. Tuy vậy, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 36 trong số 43 tên lửa Nga phóng, bao gồm tên lửa hành trình KH-101, KH-555, KH-55 và tên lửa S-300. Trong khi đó, trang tin quân sự Avia Pro của Nga cho biết, quân đội Nga đã sử dụng tên lửa hành trình và máy bay không người lái cảm tử để tấn công cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng của Ukraine. Mục đích của hoạt động này là phá hủy các cơ sở công nghiệp quân sự, trung tâm tình báo vô tuyến và địa điểm huấn luyện các nhóm phá hoại của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo thông tin ban đầu, tất cả các mục tiêu đều bị phá hủy. Trước đó, theo Reuters đưa tin, các quan chức địa phương ở Ukraine cho biết Nga thực hiện các cuộc không kích tấn công một loạt khu vực, trong đó có thủ đô Kiev, cảng Odessa ở Biển Đen, Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Loạt không kích của Nga khiến nhiều khu vực ở Ukraine mất điện. Mục tiêu các cuộc tấn công còn nhằm vào các thành phố trải dài từ Zhytomyr, Vinnytsia và Rivne ở phía tây Ukraine đến Dnipro và Poltava ở miền trung nước này. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cũng cho biết các vụ nổ đã được ghi nhận ở phía tây nam thành phố và lực lượng chức năng đã được điều đến hiện trường để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ. Ông cho biết khoảng 15% cư dân Kiev đã bị mất điện. Thống đốc vùng Odessa Maxim Machenko cho hay cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã đánh trúng cơ sở năng lượng ở thành phố Cảng, gây ra tình trạng mất điện. Trong khi đó, thống đốc khu vực Kharkov Ole Sinehubov nói rằng khu vực này đã hứng chịu khoảng 15 cuộc không kích bằng tên lửa của Nga. Khoảng 15 cuộc tấn công bằng tên lửa vào thành phố và khu vực, cơ sở hạ tầng là mục tiêu. Thụy Điển, thành viên mới nhất của NATO, đang xem xét chuyển giao một số máy bay chiến đấu Gripen tự sản xuất trong nước như một phần trong nỗ lực mở rộng năng lực của quân đội Ukraine. Chiến đấu cơ Gripen vốn ít được biết đến này là một trong số ít máy bay chiến đấu được sản xuất tại châu Âu của một quốc gia ngoài NATO. Theo Reuters, chính phủ Thụy Điển sẽ sớm chỉ đạo quân đội điều tra xem việc chuyển giao máy bay chiến đấu Gripen cho Ukraine có thể ảnh hưởng như thế nào đến khả năng tự vệ của đất nước cũng như tốc độ nhận được máy bay thay thế. Thông tin này cho thấy sự đảo ngược quan điểm của Stockholm về việc tài trợ máy bay chiến đấu cho Kiev. Mới tháng trước, Thụy Điển tuyên bố sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine vì họ cần chúng để phòng thủ. Hồi tháng 6, Thụy Điển tuyên bố sẽ bắt đầu đào tạo phi công Ukraine lái máy bay Gripen và Ukraine được cho là mong muốn có từ 14 đến 16 chiếc loại này. Sau đó, Stockholm lại tuyên bố sẽ không cung cấp máy bay này và sự vây nhau giữa các tuyên bố đó chưa được nước này giải thích. Một vấn đề có thể xảy ra là với tư cách thành viên NATO, Thụy Điển có thể tin tưởng vào các đồng minh NATO về cung cấp sức mạnh không quân dự phòng cho họ nếu cần thiết, nhưng cho đến khi trở thành thành viên chính thức, Thụy Điển lo ngại sẽ thiếu sự bảo vệ cho bản thân nếu chuyển giao máy bay. Thụy Điển đang trong quá trình thay thế nhiều mẫu máy bay Gripen C một chỗ ngồi) và D (2 chỗ ngồi) bằng máy bay Gripen E và F mới. Mặc dù Thụy Điển sẽ không thay thế tất cả các máy bay Gripen cũ, nhưng nước này có thể chuyển giao một số máy bay cũ cho Ukraine. Gripen là sản phẩm mới nhất trong dòng máy bay chiến đấu do Thụy Điển thiết kế và chế tạo là máy bay chiến đấu một chỗ ngồi, một động cơ được tối ưu hóa cho nhu cầu của Thụy Điển. Nhìn chung, Gripen rất giống với máy bay chiến đấu F-16C Fighting Falcon của Mỹ. Cả hai đều có sải cánh dài 15m, có cùng bán kính chiến đấu 800km, cùng tốc độ tối đa Mach 2 và cùng trần bay 15.200m. Về hiệu suất, Gripen giống như một chiếc F-16 với tải trọng vũ khí nhẹ hơn một chút. Hai máy bay này có bộ vũ khí tương tự nhau, mỗi chiếc có khả năng mang tên lửa không đối không tầm trung IM-120 AMRAAM Tên lửa không đối không tầm ngắn Sidewinder, bom dẫn đường GPS JDAM, laser Pepway và tên lửa không đối đất AGM65 Maverick. Điểm cộng lớn khiến Gripen được ưa chuộng là nó có thể mang tên lửa không đối không chạy bằng động cơ phản lực Meteor, được coi là nhanh hơn, tiên tiến hơn và có tầm bắn xa hơn Amram của Mỹ. Một lợi thế lớn của Gripen là chi phí bay rất rẻ. Tuy nhiên Gripen lại là máy bay chiến đấu xuất sắc, có thể giúp xây dựng lại lực lượng không quân Ukraine theo hướng của NATO là một máy bay chiến đấu hiệu suất cao có khả năng sử dụng hầu hết các loại vũ khí của NATO. Nó còn được trang bị một số vũ khí khác như tên lửa Meteor mà ngay cả F-16 cũng không có. Vấn đề duy nhất là Ukraine có thể chỉ nhận được từ 14 đến 16 chiếc Gripen, một con số khá khiêm tốn nếu Thụy Điển đồng ý cung cấp. Ukraine vừa qua cho biết quân đội nước này đã làm hư hại nghiêm trọng hai tàu của Hải quân Nga và tấn công cơ sở hạ tầng cảng ở thành phố Stevastopol, Crimea. Người phát ngôn tình báo quân đội Ukraine Andriy Yusov nhấn mạnh một tàu đổ bộ lớn và tàu ngầm của Nga đã bị trúng đạn trong cuộc tấn công, gây ra thiệt hại đáng kể và không còn khả năng sửa chữa. Phía Moscow cũng đã xác nhận về vụ tấn công này. Nhà phân tích quân sự Ukraine Volodymyr Zablotsky cho hãng tin RBK Ukraine được biết rằng các tàu bị hư hại là tàu đổ bộ lớn lớp Ropucha, Minsk và tàu ngầm tấn công lớp Kilo rostov on có thể mang tên lửa hành trình Kalif. Một blogger quân sự nổi tiếng của Nga cho biết, cuộc cô tấn công do không quân Ukraine thực hiện phóng 10 tên lửa hành trình Storm Shadow vào cơ sở này. Storm Shadow do Anh và Pháp cùng phát triển là tên lửa hành trình. Hình ảnh vệ tinh mà Insider thu được sau vụ tấn công cho thấy thiệt hại rõ ràng đối với xưởng đóng tàu và hai con tàu. Mặc dù mức độ phá hủy vẫn chưa rõ ràng vào thời điểm đó. Tuy nhiên, những bức ảnh mới được cho là thuộc về chiếc tàu ngầm bị Ukraine nhắm mục tiêu vừa lan truyền trên mạng xã hội hôm thứ Hai, 18 tháng 9 dường như cho thấy thiệt hại nặng nề của riêng chiếc tàu ngầm tấn công của Nga. Những hình ảnh này được nhóm tình báo xung đột CIT, một cơ quan tình báo nguồn mở thu được và sau đó được chia sẻ bởi các nền tảng OSIN khác như Oryx, nơi tập hợp và chia sẻ cơ sở dữ liệu về các tổn thất vũ khí và thiết bị của Nga và Ukraine trong cuộc chiến. Đây có thể là vụ tấn công lớn nhất của Kiev nhằm vào Crimea, bán đảo mà Nga sắp nhập vào năm 2014, kể từ khi xung đột bùng nổ hồi tháng 2 năm 2022. Sevastopol là nơi đóng quân của hạm đội Biển Đen Nga, cùng các địa điểm khác ở Crimea thường xuyên bị tấn công kể từ khi Moscow mở kế hoạch quân sự ở Ukraine. Các lực lượng Ukraine trong những tháng gần đây đã bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ do Nga kiểm soát, nhằm nỗ lực, theo lời của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trả lại cuộc chiến cho các trung tâm và căn cứ quân sự mang tính biểu tượng của Nga. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại